ngày đó lâu rồi hai đứa mình yêu nhau, mong ước dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu. Đôi ông bắt bướm bên góc cạnh cầu âu, tình yêu lắng sâu đã đi vào cõi nhớ. Thơ ấy chúng mình hãy ngắm nhìn trăng lên, sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình. Lời dỗ bên nước ai hát điều hồ khoan, tình ơi dở dàng như lỡ một cung. Qua rồi còn im trong đời, bây giờ cũng thế thôi, mình ta lẻ loi duyên kiếp và cuộc đời, ai thấu được lòng người. Tìm quên để vui, ngày đó xa rồi nay chỉ là mơ thôi, đừng nhắc làm chi đau xót tim một người. Đành ôm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhoi, tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Đành ôm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhoi.
tình đó lâu rồi hai đứa mình yêu nhau. Mong ước dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu. Đuôi ong bắt bướm bên góc cạnh cầu ao. Tình yêu lắng sâu đã đi vào cõi nhớ. Thuở ấy chúng mình hãy ngắm nhìn trăng lên, sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình. Lời ru bên nước ai hát điều hò khoan. Tình ơi dở dàng như lỡ một cung đàn. Ôi chuyện xưa qua rồi, chuyện xưa qua rồi, còn niềm trong đời. Giờ cũng thế thôi, mình ta lẽ lối duyên kiếp và cuộc đời. Ai thấu được lòng người, tìm quên để vui. Người ơi, ngày đó xa rồi nay chỉ là mơ thôi. Đừng nhắc làm chi đau nhói thêm một người. Đành ôm nuối tiếc cho số phận nhỏ nhoi. Tình yêu đã phai những giấc mộng đêm dài. Đành ôm nuối tiếc cho số phận nhỏ nhoi. Tình yêu đã phai những giấc mộng đêm dài. Mộng đêm dài. Xin mời các thí sinh có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình. Dạ, em xin kính chào ban giám khảo ạ. Em tên là Thục Trinh, đến từ Bến Tre ạ. Em xin trân trọng kính chào ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả. Em tên là Đan Chiêu, nghề nghiệp của em là bán kẹo kéo. Dạ, xin kính chào bốn giám khảo cũng như là tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Bảo Hân. Hiện tại thì công việc của em là bán hàng. Thực sự ca hát nói với em là em được mẹ và bà ngoại của em mỗi lần mà hát bài gì là đều dạy lại cho em, còn không là em tự học ở trên mạng. Thật ra phải chia sẻ với quý vị nè, khi mà tất cả các thí sinh của chúng ta đến với một cuộc thi là xuất phát đầu tiên là chính từ niềm đam mê của mình. Và trong ba thí sinh này hồi nãy khi mà Nguyễn Bảo quan sát ở phía bên dưới hậu trường á, là bạn Bảo Hân á, từ đầu chương trình đến bây giờ chỉ đứng thôi không dám ngồi, kêu ngồi cái ghế hỏi sao không ngồi, em sợ nhăn cái áo dài. Là đầu tiên cái xuất phát điểm mình thấy được cái sự chỉnh chu của bạn dành cho cái công việc và cái niềm yêu thích của mình rồi, đúng không ạ? Dạ, rất là đáng trân quý phải không Nguyên Bảo? Còn bây giờ thì Hoàng Thơ nghĩ là các bạn cũng đang rất là nóng lòng muốn nghe những lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Ngay bây giờ thì Hoàng Thơ xin được mời giám khảo Quang Lê ạ. Quang Lê xin nhận xét một bài hát mà Quang Lê rất yêu thích của nhạc sĩ Sông Trà. Bây giờ thì Quang Lê xin nhận xét đôi lời về Thục Trinh. Bài hát ngày hôm nay thì em hát kiểu như là không khen không chê, nhưng mà có một cái chỗ mà anh thấy là đành ôm nuối tiếc cho số phận nhỏ nhoi. Đành ôm nuối tiếc cho số phận nhỏ nhoi. Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Nó không có thuận tai là cái chữ nhỏ nhoi. Bạn thứ hai Nguyễn Bảo Hân, con có một cái giọng rất là đặc biệt, rất là nức nở. Những cái đoạn con lên cao rồi những cái đoạn con vỡ giọng nghe rất là bắt, nhưng mà phần kỹ thuật thì còn yếu kém. Đặc hạn là những cái đoạn thấp á, tại vì cái tuổi con 19 tuổi là con phải rèn luyện lắm á, mà con cố gắng rèn luyện thì con sẽ khá hơn nhiều. Còn Đan Chiêu, em có một chất giọng đẹp và những nốt cao rất là tốt, nhưng mà những nốt thấp em vẫn chưa giữ vững được. Mình biết cái điểm yếu của mình để rèn luyện thôi. Đây là một bài hát hay. Cảm ơn ba em. Xin được cảm ơn giám khảo Quang Lê. Và tiếp lời, Nguyễn Bảo xin được mời giám khảo Ngọc Sơn. Trước hết là giọng hát của Đan Chiêu
theo tôi thì Đan Chiêu hát hình như đã có trải nghiệm rất là nhiều rồi, cho nên cái giọng hát nó rất là chứa rất nhiều tình cảm và sự khao khát. Trong cái bài này, giọng Đan Chiêu có một cái đường nét rất là riêng. Thưa ấy chúng mình hãy ngắm nhìn trăng lên, sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình. Lời ru bên nước ai hát điều hò khoan, tình ơi dở dàng như lỡ một cung đàn. Và qua cái bài hát này Đan Chiêu thể hiện thì nghe cái giọng rất là chắc, rõ tròn vành rõ chữ ở mọi cao độ, giọng nam trung rất là đẹp. Chúc mừng em nha. Trinh ơi, giọng em có đầy nội lực và em hát tốt lắm, chúc mừng Trinh nha. Cô nàng Bảo Hân thì là cái nút thấp của em không được đẹp lắm, và em có hát cả giả thanh luôn thì em hát vừa giả thanh đẹp vừa mềm mại uyển chuyển, cho nên tôi thấy là em có rất có lợi thế. Chúc mừng ba bạn nha. Xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ giám khảo Ngọc Sơn. Còn bây giờ thì Huỳnh Thơ xin mời những lời nhận xét từ cô Phương Dung ạ. Trong hai người nữ thì Bảo Hân yếu hơn. Con hát á, con lấy hơi rõ lắm. Con phải làm sao lấy hơi cho người ta đừng có nghe, phải lấy từ bụng. Chưa hết câu á là đã nghe con, cái đó là không tốt. Con phải tập cho ra giọng, con chưa ra hết giọng. Mặc dù con hát rõ lời, Thục Trinh hát chắc cũng rõ lời, trong ba người đều rõ lời. Riêng về Chiêu, cô có một cái cảm giác là em đã từng đứng trên sân khấu rất là nhiều, thành ra cái sự dạn dĩnh em có để em cho người ta theo cái tiếng hát của em có nhiều cái mình cần phải cho người ta thấy trong một cái bài hát đó, mình là cái nhân vật trong cái bài đó. Mình phải nghiên cứu cái đoạn nào nó chính để mình hát cho người ta nghe. Em phải nghiên cứu và em phải kiếm một cái người thầy chỉ mình cái nào cần bỏ nhỏ, cái nào cần phải nhõng nhẽo, cái nào cần phải xô cái giọng mình lên thì mình mới là ca sĩ chuyên nghiệp. Cảm ơn các em. Dạ, xin được cảm ơn những lời nhận xét. Phải nói rằng thưa quý vị, thẳng nhưng mà thật, bởi vì đây là một cái công việc và đòi hỏi chúng ta phải trao dồi và học hỏi mỗi ngày về kỹ năng rồi biểu diễn tất cả mọi thứ. Chắc phải nhờ đến đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Xin được mời anh nhé. Các bạn biết tại sao mời giám khảo để tới đây là như vậy? Mỗi người là một người thầy, họ đã có những năm tháng trải đời rất là nhiều để viết thành công như ngày hôm nay. Ba bạn có cách trải đời khác nhau, cái kỹ thuật ba bạn đều thiếu, nhưng mà cảm xúc thì ba bạn đều có. Và ba bạn đầu tiên là anh đánh giá các bạn đều có cái chất giọng phù hợp để hát bolero, đều ngọt ngào cảm xúc. Đầu tiên là Thục Trinh ha, em có giọng hát anh nghe anh rất là cuốn á, nó có cái gì đó mà anh có trải lòng vô trong đó được ha. Nhưng mà em hát ở một cái sân khấu lớn như vậy, cái ánh mắt, cái cách em diễn nó đang bị thụt lại. Khi mình bước ra một sân khấu lớn hơn thì tâm thế mình phải khác hơn. Mình muốn bước lên cao hơn nữa thì cái lực của mình cũng phải có sức. Đó là cái câu cho em ha. Còn Hân á, thì thực sự là chú thấy có nhiều đoạn con hát rất nhiều cảm xúc. Thậm chí con ngắm nhìn đôi mắt mình lại, con cúi xuống con hát luôn, chứng tỏ là con rất là yêu. Đan Chiêu thực sự mà nói, anh có cảm giác em sẽ đi xa, với điều kiện nghe một cái bản em hát là em có cái dòng đời trong đó. Tại vì em bánh đi kẹo kéo, em trải qua quá nhiều cái cuộc sống. Nhưng nghe cho kỹ thì có cảm giác nhiều ca sĩ ở trong em, cũng có em một phần. Bây giờ cái phần của em phải phát huy mạnh hơn nữa. Thì như vậy á, em sẽ khó cái nhận diện riêng. Bề ngoài em rất là tốt, bây giờ chỉ cần là em là chính em và cho cái tôi của mình lớn hơn nữa, anh nghĩ em sẽ đi xa. Cảm ơn cả ba bạn đã lắng nghe. Xin cảm ơn giám khảo Vũ Thành Vinh và cũng xin cảm ơn những lời nhận xét đến từ ban giám khảo. Thì mơ mộng nhiều,
đã yêu thì mơ mộng nhiều, mơ ngày mai pháo nhuộm đường vui, mơ vành môi thơm ngát hương đời, tình kia phong kín mây trời, nhưng yêu riêng một người thôi. Khi đã yêu thì lo sợ nhiều, lo chiều thu nắng nhạt màu tươi, lo niềm yêu chưa thấm tim người, tình kia thêm vỡ tan thôi, nên đêm hoen lệ đầy vơi. Chớ nói tình yêu bằng chót lưỡi đầu môi, bằng khóe mắt xa vời, thì dẫu sau này nên câu luyến ai, ân tình còn thương mãi mãi, thương thề trọn kiếp không phai. Bao ước mơ còn trong đợi chờ, cho nghìn sâu nối lại nghìn xưa, cho nguồn yêu dẫn đến tim người, ngày vui hai đứa chung đôi, khi yêu yêu một người thôi. Cho niềm yêu dẫn đến tim người, ngày vui hai đứa chung đôi, khi yêu
mừng ba thí sinh vừa hoàn thành phần thi của mình. Xin giới thiệu với quý vị thí sinh Mỹ Oanh, thí sinh Ngân Anh và thí sinh Võ Thực. Và ngay sau đây xin mời các thí sinh sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Xin được mời danh ca Phương Dung ạ. Cái thứ nhất, ba người đều có sắc vóc trên sân khấu rất đẹp. Cái cậu con trai đó, tên Thực đó, cái đoạn kết đó khác hơn hai người kia. Cái cô Oanh đó, Mỹ Oanh đó, cái đoạn giữa của em có nhiều nốt em hát sai, em hát không có mượt mà. Cái cô Ngân Anh đó thì hát tốt hơn, hát rất rõ lời, cố gắng tập lại. Em có triển vọng là một ca sĩ, nhưng mà mình phải tập. Cái đó là cái kinh nghiệm cô nhắc nhở mấy em thôi. Cảm ơn các em rất nhiều. Dạ, xin được cảm ơn những lời nhận xét vừa rồi đến từ danh ca Phương Dung. Và tiếp lời ngay bây giờ, Quỳnh Bảo xin được mời nhận xét đến từ giám khảo Ngọc Sơn. Nãy giờ mình nghe xong tự nhiên cái mình quên mất mình làm giám khảo. Mình nghe mình yêu các em quá, thương quá. Tự nhiên mình thấy một giọng Nam Trung, nhưng mà âm sắc rất là đẹp, rất là sáng rõ lắm. Và đẹp lắm, đẹp từ trong toát ra. Mỹ Oanh và Ngân Anh thì nói thật là giọng giả thanh á, rồi đến giọng thật, nó đều hòa quyện với nhau, nó không bị mất cái nốt nào hết. Đẹp lắm, hay lắm. Chúc mừng ba bạn nha, chúc mừng. Rất tuyệt vời. Dạ, xin cảm ơn những lời nhận xét từ giám khảo Ngọc Sơn. Và tiếp theo sau đây xin mời ba bạn hãy cùng lắng nghe những lời nhận xét từ giám khảo Quang Lê ạ. Một cái chia sẻ rất là dễ thương, đó là lần đầu tiên mà Quang Lê đi hát được lãnh lương chính là cô Nhạn Trắng Gò Công Phương Dung đã mời Quang Lê. Khi mà gặp cô Phương Dung thì cô dặn là con làm ca sĩ thì dễ, mà con giữ nghề thì vô cùng khó. Và cái lời nói của cô đã nhắc nhở mình. Và hôm nay con rất là hân hạnh được ngồi đây gặp cô và chia sẻ câu chuyện âm nhạc. Và con coi những cái clip mà cô chia sẻ, cô nói về những cái vấn đề mà hát sai lời. Con sau khi nghe những lời cô nói thì chính con là ca sĩ, con phải càng cẩn thận hơn nữa. Bây giờ thì có ba người. Cô Mỹ Oanh là cô đầu tiên đúng không ạ? Hồi nãy cô Phương Dung có nói là em hát đoạn giữa sai là đúng. Cái chỗ mà na 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 bằng chót lưỡi đầu môi. Mà chữ lưỡi em hát rất là cao cô á. Chớ nói tình yêu bằng chót lưỡi đầu môi, bằng khóe mắt xa vời. Nghe nó không quen à. Cái em nam hát rất là phong thái nhẹ nhàng. Khi đã yêu thì lo sợ nhiều, nó chiều thu nắng nhạt màu tươi. Còn em Ngân Anh, em có chất giọng mà nghĩa là màu hơi đục nhưng mà đẹp lắm. Và em hát rất là thoải mái. Cảm ơn Solo cùng Bolero đã cho con Lê cái dịp ngồi lại giám khảo ngày hôm nay. Vì là Quang Lê nhớ là hình như là 10 năm rồi anh Vinh hả? Đúng như anh Quang Lê nói thì năm nay chúng ta kỷ niệm 10 năm. Chương trình Solo bắt đầu phát sóng trên đài Vĩnh Long là 2014. Chương trình đầu tiên và đã gây ra một cái làn sóng yêu thích và mang lại rất là nhiều cái sức sống mới cho dòng nhạc. Rất là nhiều ca sĩ bước ra từ solo và đã thành công. Năm nay thì năm thứ 8, có nghĩa là mình có 2 năm vì vắng bóng. Nhưng năm nay trở lại thì anh rất là hy vọng các bạn sẽ có một cái sinh khí mới, mang cái sự tươi trẻ mới. Bây giờ đầu tiên là Mỹ Oanh nha. Mỹ Oanh, có lẽ là cái việc mà em lấy hơi á, là có vấn đề một chút. Có nhiều chỗ có cảm giác như là cái hơi nó yếu, rồi không vững được cái nhịp nữa. Rõ ràng là một chỗ chỗ em cũng chưa làm trọn vẹn như anh chị nói ha. Thứ hai thì Võ Thực, anh có cảm giác em có thể theo cái nghề này được. Bây giờ em đứng này, anh thấy em không có phong độ như lúc khác. Khi một cái người họ có cái cốt của người nghệ sĩ á, cái cách biểu diễn của họ nó có một cái gì thần thái biểu hiện là, ví dụ như cách em mặc đồ, cái cách em biểu diễn là cho thấy cái nghệ sĩ tính của em rất là nhiều. Cái cần còn lại là cái giọng của em cần bay hơn một chút nữa. Có là nó phải uyển chuyển hơn theo cái tiết tấu âm nhạc á, anh cảm nhận cái điều đó. Và em, cái phong thái của em cần tự tin hơn nữa. Cái mặt em nó sáng rồi nhưng mà em diễn á, em phải vươn ra, người đàn ông hát cố gắng vươn cái vai mình ra một chút để cho thấy được cái sức mạnh của cái người đàn ông hát. Nó sẽ khác ha. Ở đây thì anh rất là thích giọng ca cuối cùng là Ngân Anh. Thật ra Ngân Anh năm nay hát không phải là xuất sắc, nhưng giọng ca của em là một giọng ca tiềm năng, như anh Quang Lê nói. Tại sao? Nó có bản sắc riêng. Một trong những người đi xa là mình phải có bản sắc riêng. Hát một cái là phải biết đến mình. Thì em có cái đó nha. Mà em hơi bị run một chút. Chót lưỡi đầu môi bằng khóe mắt xa vời. Có
nghĩa là em phải bao quát sân khấu rộng hơn một chút nữa. Chúng ta em phải tương tác thêm khán giả nè, rồi chúng ta phải mở rộng cái tầm biểu diễn một cái sân khấu lớn như vậy mà chúng ta chỉ đứng một chỗ như vậy thì không có sai. Còn lại thì như cô Phương Dung nói, cả ba bạn đều có sắc, mà cái sắc này nó tỏa thế nào thì phải do cái hương của nó, chính là giọng hát. Thì anh nghĩ là tụi em sẽ cố gắng kết hợp cả hai yếu tố đó thì anh nghĩ có thể đi xa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe với anh. Xin cảm ơn giám khảo Vũ Thành Vinh và xin cảm ơn những lời nhận xét từ ban giám khảo. Còn bây giờ xin hẹn các bạn ở vòng thi tiếp theo nha. Chào nhau thôi rồi vĩnh biệt người ơi, ngày buồn đã tới này, giây phút tôi xa người, tình đã úa nhau, mình đã thôi nhau. Từ đây biết rồi đời tôi sẽ đi về đâu, nẻo đường năm xưa giờ vắng lạnh chiều mưa, lời nào đã hứa còn lưu giữ chi thêm thừa. Người thương ai rồi, người hết thương tôi, người đâu biết rằng lòng này tan nát thời bờ. Tưởng là bên lâu ai ngờ đâu đoạn cuối thương đau, qua bao tháng ngày bơ vơ chốn này, anh vui với ai rồi mà tôi đâu có hay. Oan khiến cho tôi là khi đã trao anh rồi, cả cuộc đời tôi bay giờ đây đổi lấy đơn côi. Thôi anh hãy cười yên vui với người, riêng tôi sẽ tự tìm một nơi chốn cõi đời. Kỳ vọng bao nhiêu nào có được gì đâu, người càng níu kéo càng xuôi khiến sầu, thì thôi tôi đành giải thoát cho tôi, để tôi không cười đứng cay đắng đôi bờ môi. Đường tình ta đi là đi vào biệt ly, chẳng hề nghĩa lý vì đâu có yêu thương gì. Người đi quá rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Mà tôi đâu có hay, oan khiến cho tôi là khi đã trao anh rồi, cả cuộc đời tôi bây giờ đây đổi lấy đơn côi. Thôi anh hãy cười yên vui với người, riêng tôi sẽ tự tìm một nơi chốn. Hãy subscribe.
phương hướng trong đời. Người đi quá rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm là phương hướng trong đời. Mấy ý kiến từ các vị giám khảo. Hôm nay Minh Phương rất là đẹp. Lúc mà lên phía trên này và cái đoạn giang tấu em lắc nhẹ như này, rất là nhẹ nhàng. Tuy nhiên có một điểm anh chưa thực sự đã lắm về cái phần diễn. Cái đoạn điệp khúc bắt đầu là lá đổ xuống. Em có thể đi dưới cái rừng lá đổ đó và giống như mình với những cái lá thì biết đâu nó sẽ cảm nhận cái không khí mùa thu á. Tụi em tổng duyệt thì cũng có biết cái vụ lá rơi, nhưng mà em tưởng đâu là lá rơi trên này, em đứng trên này em hứng qua em không thấy lá. Con bé biết là có lá rơi mà biểu rơi thì rơi ngay trước mặt người ta đi, nhỏ đứng đợi mà nó xả đầy sau lưng. Xin mời giám khảo Cẩm Ly. Phải công nhận hôm nay Minh Phương rất là xinh, và đặc biệt hôm nay cái cách mà đi đứng của em á giống Quyên. Từ lúc ở phía dưới mà em đứng dậy xong em đi, cái chân nó chéo chéo à. Còn nói về giọng hát á, Phương em quá tập trung vào cái phát âm ra của em á, cho nó giống Quyên. Cho nên là nghe cái bài này rất là cứng, và những cái nốt luyến của em nó đều bị gãy hết hả? Thôi để chị bên em chút xíu nha. Thứ nhất là người ta giả cô ba Lệ Quyên, mà cô ba Lệ Quyên cũng đâu có quay như cô Minh Tuyết. Cô Minh Tuyết thì cô hay sàng tới sàng lui, cô thấy cây là cô rờ, là cô thấy lá là cô bóc thôi, là cô quay vòng vòng sân khấu. Chứ cô ba Lệ Quyên thì không có nhiều. Điềm tĩnh lắm. Em có nghiên cứu về Lệ Quyên, cái chân chúm lại, cái đầu gối chúm lại, xong rồi cái mông nó nhỉnh nhỉnh ra chút xíu vậy nè, cái tay để vậy nè, đó cái thần thái của cô ba em có. Nhưng mà đúng như chị Ly nói, chị nghĩ rằng là vì cái bài hát này nó quá mới thì mình bị vừa phải bắt chước cái âm sắc mà vừa học một cái bài mới, thì cái sự chuẩn bị của mình nó sẽ không được hoàn hảo cho lắm. Những cái nốt em luyến nó bị gãy nhiều quá, và những cái cao độ nó cũng bị rất là chênh vênh. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Và cuối cùng mời Trấn Thành. Nếu với phần trình diễn của bạn, tôi tách ra làm 3 phần. Phần hình thức biểu diễn tốt về giọng hát, và cái thứ ba là cái độ giống thần tượng. Bây giờ mình nói về phần trình diễn đi. Bạn có được những bước đi của Lệ Quyên, nhưng mà nó vẫn còn đang trong sự gượng gạo. Lệ Quyên bước ra là nó phải như vậy. Rất tự tin ha. Rất tự tin, phải bạn phải đi mà không còn cảm giác chân mình đang đi nữa, mà nếu mình tự mình lướt đi thì lúc đó bạn sẽ cảm giác nó khác liền. Thái độ, gương mặt bắt đầu thấy có chuyển biến, tự tin hơn những vòng trước. Tôi nói về cái vế thứ ba mà tôi nói là cái độ giống thần tượng. Thì hôm nay bạn hát giống Lệ Quyên nhất trong tất cả những phần trình diễn của mình. Và mặc dù cái bài này á là cái bài mới, nhưng mà theo tôi nha, để thể hiện Lệ Quyên thì đây là một trong những bài thuận lợi để thí sinh hát giống Lệ Quyên. Bởi vì Lệ Quyên chuyển, mà những cái nốt chuyển và xuống thấp á, đa số những bài mà có quãng thấp nhiều là mình hát sẽ ra Quyên nhiều hơn. Cái vấn đề bạn vướng víu ở chỗ bạn chuyển âm là vì chị Tư nói đúng, là vì bạn quá cố gắng để hát cho giống cái giọng, nên cái điều đó nó làm bạn mất tự nhiên. Nhưng mà bây giờ mình phải tách ra rõ ràng là mình phải biết là người ta cố gắng ép cái giọng thiệt của người ta để hát giống cái giọng kia thì nó mới gây cản trở để hát không đẹp, chứ nếu hát giọng bạn thì nó lại đẹp rồi. Cái đó tôi rất là thông cảm cho bạn. Tôi chỉ cần thấy là bạn có cố gắng và bạn tiến bộ rất là vượt bậc. Mà thật sự hôm nay nghe cái âm sắc, tôi đã cố gắng, tôi nhắm mắt lại một đoạn, tôi nghe âm sắc rất giống chị Quyên. Bạn cố gắng bằng tự ém giọng mình, bằng thay đổi mình rất nhiều. Cái vấn đề còn lại là sự thuần thục. Đó là câu chuyện nếu bạn vào được vòng trong, hãy cho tôi thấy bạn mang cái điều đó lên sân khấu một cách thoải mái nhất. Chúc mừng bạn. Cảm ơn các vị giám khảo. Mình tên là Lê Thị Minh Phương. Quê của mình thì ở Huế, nhưng mà hiện tại mình đang sống và làm việc tại An Giang. Mình hiện tại đang là ca sĩ tự do. Mình muốn hóa thân thành chị Lệ Quyên một lần, vì chất giọng mình cũng khá là giống chị Lệ Quyên. Mình rất là thích cái phong cách biểu diễn của chị. Không những nốt cao mà những nốt thấp chị cũng làm rất là tốt. Một phần nào đó mình cũng hát theo cái cách của chị. Mọi người hãy ủng hộ và đón xem phần thi của mình sau đây nhé. Thank you.
hạnh phúc trong tâm vỡ đã không còn tới khi vắng anh trong đời. Tìm đến chân trời mơ vẫn thương một thời, giờ đã xa ngàn khơi. Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ để tiếng yêu gian vỡ, rồi thời gian xóa mờ. Mãi vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhau. Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã, số cuốn ta miệt mài. Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi phương trời đông mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu, sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã phần thi của bạn Minh Phương. Wow. Anh Nghĩa, anh có thấy là chị Lệ Quyên ở đây không? Không biết thấy hay không nữa mà ngồi dưới bà Khải Như, bà cứ nói vô trong tai tôi, giống quá, giống quá, giống quá, giống quá. Anh nói mấy cái làm sao hậu trường anh đừng có kể được không? Mình giữ kẻ cho em coi. Không, thì anh đang kể là cái thái độ của em để cho mọi người thấy rằng em ủng hộ cái cô bé này như thế nào. À, đó là phần dự thi của bạn Minh Phương khi hóa thân thành nữ ca sĩ Lệ Quyên với Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu. Xin mời giám khảo Cẩm Ly. Cái điều đầu tiên chị khen ở em là em có một cái lực rất là mạnh. Và chị thích ở em ở những cái nốt trầm. Nốt trầm em đẹp quá, quá đẹp luôn. Nó dày, nó rõ và nó rền. Cho nên không biết có phải vì thế hay không mà bản thân em có cái nội lực. Cho nên khi em hát cái bài này em để cái lực của em nó quá mạnh. Chị Quyên chỉ hát cũng mạnh nhưng mà em nên nhớ cái lực mình có, nhưng mà trong câu hát mình khi mà nó tự tin nó mạnh nhưng mà nó vẫn phải có cái độ mềm ở trong đó để con nó mới đảm bảo được cái độ tình. Cái vấn đề của em là về vấn đề kiểm soát. Em tưởng tượng nha, em đang cầm một trái bóng em quăng ra, nhưng Lệ Quyên là người có cột cái dây vào trong cái quả bóng đó để khi quăng ra cô ấy biết thu khiển về. Em hiện nay là em đang quăng bóng ra thôi, em không có thu nó về. Còn nói về cái phần dáng hồi nãy anh với Minh Tuyết có coi có phân tích về cái dáng của em ngay lần đầu. Bây giờ em đề nghị ban nhạc giúp giùm em cái này. Thành lên luôn ha. Em mời ban nhạc giúp em chơi lại cái intro. Trấn Thành ơi, Trấn Thành dạ. Có thể đứng chính giữa và cho lại cái set ánh sáng hay như lúc quá được. Đạo diễn có khác thiệt tình. Đó, ok, cảm ơn ban nhạc. Cho em lại từ đầu. Còn đây là tempo của Lệ Quyên nè. Sáng mặt hơn nha. Em thấy không? Nó đi, nó phải đi rất chậm. Và nó đi theo khuôn 2 nhịp 1. Tức là nó lơi lơi nhịp vậy đó Thành. Hình phần đó, em hiểu không? Hiểu rồi. Không phải là Lệ Quyên là phạt phạt. Phạt phạt. Rồi mới phạt phạt.
Quyên, dạ. Quyên, Quyên, hỏi thăm Quyên xíu. À, sao? Giờ này có lên cân phải không Quyên? Có lên cân, nhưng Quyên, Quyên mập quá, xin lỗi, ok. Xin cảm ơn phần nhắc nhở, phần nhận xét cũng như là phần thị phạm trực tiếp luôn của giám khảo Trấn Thành. Em nhìn thấy Trấn Thành đang thị phạm Lệ Quyên trên sân khấu, mình có thấy từng tảng mỡ nó rung bằng bạc. Tại sao anh diễn đảng cái gì mà thấy ghê vậy? Mời em vào trong để chuẩn bị nha. Về đêm chắc đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Người mênh mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn, nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ, để tim anh cồn cào và da diết trong nỗi nhớ. Dường như anh nhớ về em, nơi biết lên cười em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp, và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ em đêm. Mênh mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn, nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon. Ở bên kia bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ, để tim anh còn cao và da diết trong nỗi nhớ. Dường như anh nhớ về em, gửi cho em đêm lung linh và tình sau nơi biên lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em khăn gió ấm để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp, và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Tài lớn lên được không ạ? Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp, và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Thích cái vụ mà đang hát làm tôi giật mình, đang ngồi say mê. Vỗ tay lên được không ạ? Hết hồn cái gì? Anh Nghĩa, anh tỉnh ngủ liền. Anh Nghĩa, anh có cảm thấy là nhờ cái chương trình này á, mà cái tái hiện ca sĩ Khánh Phương em thấy nó thú vị khủng khiếp luôn á. Đa sắc phải không em? Ý em nói vậy phải không? Cô Minh Tuyết nó cũng đang cảm thấy hoang mang. Chị hoang mang quá. Cái bạn hồi nãy thì nó quá quằn quại, quằn quại kinh khủng lắm. Còn bạn thì càng gió ăn chị ơi, em hình dung tới điều gì vậy phải không? Khi mà bạn diễn em hình dung tới quá, chị không giống biết mấy bạn mà nhà thiếu nhi đội sân ca thì đó, thì đó. Nên là em thấy cái bạn này giống như là bên đội văn hóa phường 13 ấp 8 đó. Dạ, ngày chúng ta về đó đi đó mà anh thề. Giống như bên nhóm Mắt Ngọc hồi xưa kia nè. Hai dây da, hai dây da. Kiểu như lôi nhóm Mắt Ngọc vô đây chi. Cưng lắm, em thấy cưng lắm. Ông lên, ông nhảy xong cái hồi ông quýu cái. Ê, vô tao lên đi. Cưng lắm.
Em có bị rung không? Có hồi hộp lắm không? Dạ, thật sự là em rung. Rung chứ. Nhưng mà anh Phương ảnh có mà bỏ ra mấy cái động tác nhảy xong cái anh bỏ anh đi bộ vô vậy không? Dạ, cũng có nhưng mà anh không có đi bộ. À vậy hả? Dạ. Chứ lại thấy lại em như thấy có một cái động tác nhảy ghê lắm à. Xong cái hai người khác nhau luôn á, tại vì khi mà em làm động tác đó nó ù cũng có nghiên cứu ha, cũng làm động tác khó ra, cái sao nó xả dài. Y như có cảm giác chị bông em nhảy xong cái vô lãnh lương. Có nhiều khi là những cái bước đi như thế nó đúng, nhưng mà đối với Phương là một cái người như là có học nhảy và cái gì đó và là chuyên nghiệp thì họ đi cái bước đi của họ nó không vụng về. Còn thí dụ như các em đây là mình sẽ tập theo thần tượng của mình, cho nên nhiều khi không có chuyên về nhảy, cho nên cái bước đi thì nó đúng nhưng mà nó có vẻ vụng về, cho nên nó giống như anh này anh nhìn thấy cưng lắm anh. Còn về giọng hát thì như thế nào ạ? Anh Thành nói thiệt với em là chưa có giống lắm, là bởi vì hiện nay em đang cố tình hát gần giọng Phương. Hát Phương có kiểm soát hơi hám đồ một tí, chứ còn nhiều khi em hát em cứ gần giọng thế này thì nó hư hết cái thanh quản của mình. Nhưng mà mình hơi hoang mang là tại vì cái phong cách của Phương á, đúng, nó đa dạng, nó biến hóa liền khôn lường. Cái đoạn này là đoạn Phương hát event, còn cái đoạn nãy là Phương đang đói bụng. Không, cái này là hồi ảnh mới. Ảnh mới cho nên là có vẻ là ảnh nhẹ nhàng. Rồi sau này anh phong trần quá. Nói chung là quyết định tối nay tôi sớm tôi cho nên là mới được. Cho nên là mọi người có một, tại vì hai cái phong cách nó quá đối lập, cho nên là mọi người hoang mang, em hiểu không? Có thể là em coi ở một cái phiên bản, với lại cái lúc này Phương lúc mà mới nổi, thời gian mới nổi, mới vào nghề một thời gian ngắn so với cái bài Tha Thứ sau này, cái cách biểu diễn, cái phong cách nó khác nhau. Cho nên là qua tới bài kia là có múa đương đại đúng không chị? Nhưng mà rất là dễ thương ha. Cưng lắm, cưng lắm. Thiếu cái âm khàn bao quanh cái chữ của Khánh Phương. Khánh Phương hát giống như là sợ cái chữ nó bị đau á em. Nó bị đau á. Hát nó rất là nhẹ nhàng. Hát hơi, chị nghĩ là nếu mai bắt chước giọng Khánh Phương rất là khó. Tại vì khi em hát hơi thì vô tình là em đã phà cái hơi ra rồi. Cho nên cái cột hơi của em nó không thể giữ chắc. Nó dễ bị tuột luôn lắm. Cho nên là bắt chước giọng Khánh Phương coi vậy chứ rất là khó. Phương thực sự là giọng Phương không phải là một cái giọng hát là gọi là người ta nói là cái giọng hay là hay, nhưng cái khàn khàn của Phương á nó lại là một cái giọng rất là đặc biệt mà khi người ta nghe nó không lẫn, có đó là một cái riêng của Phương, cho nên là Phương mới có được một cái hiệu ứng của khán giả và có một cái lượng khán giả nhất định như vậy. Ở đây chỉ còn hai chúng ta, nói ra đi những suy tư buồn phiền. Ngày ngùng chi vì ngày mai cách xa, sẽ không còn gì để oan trách nhau. Người tình ơi, dù lòng em đổi thay, trái tim tôi vẫn mong em đừng vui. Đừng bận tâm về chuyện hai chúng ta, cùng tình mình xem như là cơn gió. Người tình ơi, ta đã không sống được với nhau thì đành chia tay những giấc mơ mà thôi. Những ngày vui ta bên nhau ôi đẹp làm sao, lòng vẫn đau nhìn về những ngày xưa. Ngày xưa nghe cũ sẽ không bao giờ làm quên, dù ngày mai đã mãi mãi không còn nhau. Tôi đành trốn sâu trong đi một cuộc tình đau, giọt nước mắt khóc cho người đi. Chỉ còn hai chúng ta, nói ra đi những suy tư buồn phiền. Ngại ngùng chỉ vì ngày mai cách xa, sẽ không còn gì để oán trách nhau. Người tình ơi, dù lòng em đổi thay, trái tim tôi vẫn mong em được vui. Đừng bận tâm về chuyện hai chúng ta,
cuộc tình mình xem như là cơn gió. Người ta đã không sống được với nhau thì đành chia tay những giấc mơ mà thôi. Những ngày vui ta bên nhau ôi đẹp làm sao, lòng vẫn đau nhìn về như ngày xưa. Tình xưa kia cũ sẽ không bao giờ lãng quên, dù ngày mai đã mãi mãi không còn nhau. Thôi đành chôn sâu trong tim một cuộc tình đau, giọt nước mắt khóc cho người đi đi. Người tình ơi ta đã không sống được với nhau thì đành chia tay những giấc mơ mà thôi. Những ngày vui ta bên nhau ôi đẹp làm sao, lòng hoàn đau nhìn về những ngày xưa. Xưa nghe cũ chứ không bao giờ lãng quên, dù ngày mai đã mãi mãi không còn nhau. Ôi đành chôn sâu trong tim một cuộc tình đau, giọt nước mắt xin cảm ơn phần trình diễn của hai thí sinh Tiến Thành và Hoàng Đệ. Thấy chị Minh Tuyết chỉ cười suốt cái phần trình diễn của hai bạn luôn đó. Chị Minh Tuyết chị nhận xét thế nào ạ? Chị đây chị đau quá à. Sẽ đau vô cùng luôn vậy đó. Thấy đau khớp quá không chị? Mà tự nhiên cái mặt chị nó dặn theo em luôn á. Không biết sao nữa. Mà nó làm chị không phân tâm vô cùng. Chị không thể nào mà để ý đến tất cả những cái điều khác xung quanh được á. Khi bạn hát giống như cái đèn cầy mà bị đốt cái nó chảy chảy dần ra rồi. Sao nó ngộ lắm. Nó cái chao đảo mà nó sao á. Anh Thành này hình như là anh bị hóa thân vào anh Phương luôn, anh không còn là ảnh nữa. Không, cho nên là nhưng bây giờ... mà phải bình xíu nha. Thật ra ngoài đời Khánh Phương á là dứt khoát giống như cái bạn Hoàng Đệ hả? Giống Hoàng như bạn Đệ hơn, chứ Phương không có ẹo tới mức độ. Nói nhưng... chung là bây giờ tôi vẫn còn rất là hoang mang nó chứng thành nè. Tôi vẫn không biết là cái đúng cái nào Thành là đúng đi diễn đó. Với Phương rồi, thật ra Phương á là hay. Bây giờ Thành làm đi Thành. Đã. Phương tôi hoang mang quá. Còn là chỉ trên cơn hai chúng ta, chứ không có tới nào mà hẹo mà mày giặt xé mà cái gì không có mà tí quyền như vậy. Còn Thành giống như bị lặt lìa. Thôi không, cái gì mà ông đó từng chút. Người ta là đau khớp thôi, còn Trấn Thành làm là bị tháo khớp luôn rồi. Bài này thấy bạn lịnh lắm, động tác dứt khoát, mà bài này tiết chế giọng hát luôn, nói cái là kiểm soát liền hát, rất là hay, rất là giống luôn. Cái màu giọng trong cái cách hát, cái giọng của em á, em bám sát Khánh Phương không có rời được một cái đoạn nào hết. Đúng luôn. Dù cho em có quằn quại cỡ nào em vẫn không có bị lệch ra khỏi cái vũ trụ. Cái màu còn sắc. Ví dụ như cái bạn Đệ thì từ lúc ở những cái vòng đầu thì nó không có ổn. Ví dụ như là có khi nó lại được, có khi nó không được. Và giống như cái vòng 2 thì nó không có, chị nói là giống như nó không có cái độ xè xung quanh nó bao á. Thì cái vòng 3 này là bạn có sự khắc phục. Còn em là dù cho em quằn quại cỡ nào em vẫn bám trụ vững cái đúng. Cái cách hát, cái màu sắc, cái cách phát âm ra, cái đừng cái độ xè độ khè gì của Phương là em rất là giữ vững. Ok. Thương cái cậu bé mà Đệ này ghê á, cậu Hoàng Đệ này cậu hát rất là tập trung, lần này thấy bạn rất là quyết tâm luôn. Tôi rất là thích cái cách mà cải thiện bạn trong một thời gian ngắn mà bạn cải thiện mà thấy rõ luôn á. Lời nói đầu môi anh ơi chốt lưỡi đầu môi phải xa đánh thôi sao anh gian dối người ơi, vì sao tình tôi chân thành bên anh đã lâu, vì sao anh tóc tôi không biết vì sao, dù biết tình yêu xưa nay vẫn có hợp tan vậy đâu đành quên bao nhiêu yêu dấu thời gian, nhìn mưa rơi ngoài hiên nghe tình tôi lao xao trên miên, một ngày kia anh có quay về. Thank you.
chi thêm bao xót xa mình tôi anh ơi tình si anh như áng mây trên trời và hoài xa xôi cho dù tôi đã cố níu giữ tình anh đã không yêu thì thôi anh cần chi gian dối thêm bao trái ngang cuộc tình ngượng ngùng đầu môi mưa răng mắt trên môi sầu thêm nhà đơn côi dù xa những trong tim tôi mình anh thôi tình yêu sâu kín cho em đã bao ngày thầm lặng không có trong cái giọng nhìn em không nói nên câu nói chi đây lòng xót xa đi bên đời em và thấy em chịu nhiều đắng thay mà tim anh đây vì yêu em nên đâu xa rời vì em đã chót yêu ai em mãi vô tình không nhận ra tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay một trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng hề biết đâu tình yêu anh đã trao em rồi đã không yêu thì thôi ta gặp nhau làm chi thêm bao xót xa mình tôi anh ơi tình si anh như áng mây trên trời và hoài xa rồi cho dù tôi đã cố níu giữ lấy tình anh đã không yêu thì thôi anh cần chi gian dối thêm bao trái ngang cuộc tình ngượng ngùng đầu môi mưa giăng mắt trên môi sầu thêm nhà đơn ngâm môi chưa? Dù xa những trong tim tôi mình anh thôi vì em đã cho yêu ai mãi vô tình không nhận ra tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay lòng trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng hề biết đâu tình yêu anh đã trao em rồi đã không yêu thì thôi anh cần chi gian dối thêm bao trái ngang cuộc tình ngượng ngùng đầu môi mưa giăng mắt trên môi sầu thêm nhà đơn côi dù xa những trong tim tôi mình anh thôi tình yêu anh đã cho em rồi nghe thấy quen không quý vị? Quen quá phải không? Chị Minh Tuyết, chị ngồi chị cứ cười mà chị cứ lắc chị sao? Chị sao vậy chị Tuyết? Chị nhột. Chị nhột hả? Chị ngộ lắm, mỗi lần mà chị nghe ai hát bài của chị hoặc là hát giống chị hoặc là chị vô nhà hàng mà ai mở cái bài của chị lại mắc cỡ, không biết tại sao nữa. Đúng, nghe nó cứ nhột nhột thế nào nhột. Trấn Thành cứ vào đó, một là cánh hồng vai, hai là nghe bài Anh Cứ Đi của bà Harry Won. Trời ơi, nổi hết da gà. Nhưng mà bây giờ thì các vị giám khảo đưa ra một cái lời kết luận đi ạ. Hỏi mấy người sống nội tâm đó. Đúng rồi. À, ai vậy? Đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Cho em ngồi kế Nam với đó. Đây, đây. Ai gặp nhau làm chi đó. Đó, thấy chưa? Sau chương trình này cảm ơn Sen Vàng. Tôi thấy hết tất cả những gương mặt trong showbiz. Người đã từng mời tôi ăn bít tết, đẩy tôi vô một tiệm chè ăn cho mập thay 7-8 ly, bây giờ bỏ rơi tôi. Chị có cặm ly là ở bên Trấn Thành. Nói nghe nè. À, mình cứu bạn nhưng mà mình không biết là cái lời nói đó nó có thật lòng không. Thật lòng. Trong cuộc sống của Trấn Thành, một trong những người Trấn Thành yêu quý nhất đó là cặm ly. À mấy em ơi, đưa cho anh Thành với chị Ly hay ly cà phê đi. Thành ơi, nhưng mà anh vẫn xác nhận là anh em mình sẽ sống hòa thuận. Em vẫn yêu anh. Trời đất ơi. Ủa em cảm thấy cái hiệu bánh tráng hồi nãy mang tên Khả Như dời về phía Trấn Thành với Hoàng Nhật Nam rồi đó. Không, anh bán bánh tráng mè. Vậy cho tôi biết được chưa? Giờ 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3. Bằng Kiều Minh Tuyết. Dạ. Đó là câu trả lời chính xác.
Vậy thì thôi, chị Tuyết thì bây giờ mời chị nói về mình thì chắc em chị cũng ngại là... đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đã, mời cho chị của chị tăng. Tuyết nói đi. Chị của chị Tuyết, chị em mời. Chị Tuyết, chị Tư. Trước khi chị Tư phát biểu là mét một chút xíu. Cái biểu hiện của chị Tư lúc nhạc intro vào là Tư. Ủa sao anh sống nội tâm mà anh múa kỳ? Không. À, chào tất cả bốn bạn. Ly sẽ lý giải tại sao mà có những cái khoảnh khắc như thế. À, đôi khi chúng tôi làm những ca sĩ rất là lâu năm rồi. Hát thì nó cũng thường và nghe bạn bè hát cũng rất là nhiều. Nhưng mà bài hát dần dần qua thời gian nó sẽ có những bài mới. Nhưng mà tại sao khi chúng tôi nghe là những cái bài mà người ta gọi là những bài hit, nó làm như là một cái sự phấn khích nó quay trở lại. Bởi những cái bài hát như thế nó sống mãi với thời gian. Tự nhiên cái người mình nó phấn khởi. Và khi mà các bạn mà thể hiện đúng cái tiêu chí của chương trình, nó đem lại cho tôi một sự phấn khích. À trời ơi, cái bài này nghe là nó rất thích, mà của ca sĩ này mà không ngờ cái bạn này hát quá tuyệt vời, giống bài này đã rất là hay. Và con Ly cũng hát hoài đó, vừa hát vừa nhảy, cho nên khi nghe lại thích vô cùng luôn. Là con của Ly cũng hát nhạc của dì nữa đó hả? Trời ơi, nó hát mà nó nhảy luôn kìa, nó mê bài này lắm luôn. Giờ nói về các bạn thì khi mà nhìn qua cái ánh đèn mờ mờ ảo ảo thì thật sự là cái vóc dáng, đặc biệt là cái phần tóc rất là giống. Khi cất tiếng hát lên thì đối với bản thân Ly thì cô áo đỏ, đoạn chậm á, mình thấy rất là giống. Nhưng khi mà lên cái cao trào để mà qua cái tiết tấu khác mà hát cao á, thì ở bên đây lại ok hơn. Nhưng mà cái lực của bạn thì lại mạnh hơn bạn bên đây. Cái lực mà bùng cháy của Minh Tuyết khi hát những cái đoạn cao trào thì bạn áo đỏ có. Đó là mỗi người có một tí xíu ưu thế. Còn nói về hai bạn nam á, thì hai bạn không có cảm giác cái giọng của Bằng Kiều. Tại vì Bằng Kiều hát cái giọng, ta kêu giọng mái luôn đó. Cái thứ hai nữa, Bằng Kiều hát là nốt nào bắn thẳng vào nốt đó, nó rất là sắc và nó chắc. Trong khi mình thì mình lại nhẹ nhàng mềm mại quá. Cái đó là cái cảm nhận của Ly trong cái vòng đầu tiên này. Cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn phần chia sẻ của ca sĩ Cẩm Ly, đạo diễn Hoàng Nhật Nam. À, tôi có một đề nghị được hay không? À, bây giờ có thể Minh Tuyết có thể hát về bài này được không? Đó là cái điều mà đại nghĩa cũng đang mong muốn và chuẩn bị nói ra đó. Thật sự là rất là thích giọng hát của Minh Tuyết. Thành ơi, chắc là Thành phụ anh Diều chị Tuyết lên đi Thành. Thiệt không? Minh Tuyết, Minh Tuyết, Minh Tuyết. Lên luôn. Đã không yêu thì thôi, ta gặp nhau làm chi? Thêm bao xót xa mình tôi, anh ơi đừng xi. Anh như áng mây trên trời và hoài dài rồi. Cho dù tôi đã cuốn níu kéo giữ tình anh, đã không yêu thì thôi, anh cần chi dặn dỗi? Thêm bao trái ngang cuộc tình nguyệt ngùng đầu môi, cứ dán mắt trên môi rồi thêm nhạt thiên côi. Dù xa nhưng trong tim tôi mình anh thôi. Mình Tuyết, Mình Tuyết, Mình Tuyết, Mình Tuyết, Mình Tuyết, Mình Tuyết, Mình Tuyết. Lời nói đầu môi, anh ơi chốt lưỡi đầu môi. Phải xa đành tôi, sao anh gian dối người ơi. Vì sao tình tôi chân thành bên anh đã lâu? Vì sao anh tôi không yêu vì sao? Dù biết bao yêu xưa nay vẫn có hợp ta. Phải đâu đành quên bao nhiêu yêu dấu thời gian. Nhìn mùa xuân ngoài hiên, nghe tình tôi lao sao chỉ mình một ngày khi anh có quay về. Đã không yêu thì thôi, ta gặp nhau làm chi? Thêm bao xót xa mình tôi, anh ơi tình si. Anh như áng mây trên trời và hoài xa xôi. Cho dù tôi đã cố níu kéo giữa tình anh, đã không yêu thì thôi, anh cần chi dặn dỗi? Thêm bao trái ngang cuộc tình nguyện ngùng đầu môi, mưa giăng mắt trên môi sầu thêm nhà đơn côi. Dù xa nhưng trong tim tôi mình anh thôi. Đã không yêu thì thôi, ta gặp nhau làm chi? Thêm bao xót xa mình tôi, anh ơi tình chi? Anh như áng mây trên trời và hoài xa xôi. Cho dù tôi đã cố níu giữ tình anh, đã không yêu thì thôi, anh còn chi dặn dỗi? Thêm bao trái ngang cuộc tình nguyện ngùng đầu môi, mưa giăng mắt trên môi sầu thêm nhà đến côi. Dù xa nhưng
trong tim tôi mình anh thôi. Mát cho em quá à. Minh Tuyết, Minh Tuyết, Minh Tuyết. Một cái sự ngẫu hứng quá tuyệt vời thưa quý vị. Phải nói là cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Lời của một anh người rất nội tâm. Anh biết em bôn ba mười mấy hai Thành mấy ơi đừng nhìn rồi. Anh với ánh mắt đó Thành ơi. Không, trời em nhìn ơi. Anh cái mắt ngưỡng mộ. Và cảm ơn. Nhờ anh có lời đề nghị này sân khấu mới quậy lên như vậy. Hai em thí sinh này nè. May mắn. May mắn quá, có cái bạn gốc đi nhìn liền. Các bạn đã được chị Minh Tuyết thị phạm tại chỗ luôn. Hay quá. Một lần nữa cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Quá dữ luôn. Khi nhạc vô rồi khán giả vỗ tay một cái là bất chấp hát như chưa bao giờ được hát. Minh Tuyết phải bay từ Hóc Môn về tới thành phố Hồ Chí Minh để về quay đó. Từ Hóc Môn về tới đây là cũng bị ngược múi giờ đó nha Thành. Trời ơi ngược múi giờ hát không có nổi đó mà bà lên. Thôi, Tuyết cũng có hát. Tuyết vỗ tay cái bạn. Bởi vậy hát lệch múi giờ luôn mà rồi. Lâu lắm em mới thấy chị Cẩm Ly mà chị nhảy nhiệt tình như vậy luôn á, đúng không mọi người? Đúng rồi. Ủa em thấy anh Nghĩa nhún dữ lắm đó anh Nghĩa. Tại em mê chị Tuyết. Thì đó. Nào giờ thực ra coi qua màn hình thôi chứ chưa bao giờ mà được đứng cùng sân khấu với Minh Tuyết mà nghe Minh Tuyết hát kế bên lỗ tai mình như vậy. Thì luôn cả đời em không bao giờ em mơ được cái giấc mơ mà em được làm vũ đoàn bên cạnh chị Tuyết, em nhảy quá trời luôn. Hồi nãy phải chi mà Minh Tuyết hát bài đó xong chị Tư tiếp nối luôn cà phê miệt trường là hết sảy. Dạ một lần nữa cảm ơn các vị giám khảo, đặc biệt là cảm ơn chị Minh Tuyết rất nhiều. À bây giờ trước khi nghe các vị giám khảo nhận xét tiếp thì chúng ta sẽ cùng làm quen với các bạn ấy nha. Em tên là Thân Đức Tài, em sinh ra và lớn lên tại Quảng Nam và hiện em đang làm việc và sinh sống tại Đà Nẵng ạ. Cảm ơn em. Cô gái thứ hai xinh đẹp. Em tên là Châu Thanh Mộng, hiện tại thì em đang làm diễn viên tự do. Là diễn viên mà hát hú hồn vậy đó quý vị. Tiếp theo cô gái ở vị trí số 3. Dạ em tên là Nguyễn Hoàng Linh, sinh ra ở Sóc Trăng và hiện em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo. Xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Ngọc Linh, em sinh ra tại thành phố Hưng Yên và hiện nay đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Bây giờ mình trở lại một tí về hai anh bằng kiều trước. Có thể là do cái bài này vì phải hát chung với bài Đã Không Yêu Thì Thôi nên mình không có thể phô trương hết cái nốt cao, thì Thành đợi các bạn ở bài đơn ha. Các bạn hiện nay vẫn chưa có những xử lý của anh Kiều luôn. Anh Kiều ở nay hát kia mà. Một trái tim bé lê rất đau vì biết em chẳng hề biết đâu. Mà cái giọng bắc của anh rất là đặc sệt. Anh Kiều phát âm giọng bắc rất là chuẩn và đậm nét. Còn hai bạn Minh Tuyết, thật ra cái hơi á thì bạn số 3 giống hơn, nhưng cái bạn này lại giống Minh Tuyết lúc trẻ hơn. Bạn thân ghê hen. Giống anh... Minh Tuyết lúc tuổi teen hơn. À đó lúc mà Thành là Thành. Bởi vì tại sao nãy Tuyết qua anh Nam ngồi không có Tuyết đó. Vẫn trẻ nhưng mà em giống Tuyết lúc mới vào nghề hơn. Và bạn này thần thái rất giống Tuyết. Cách hát, chỉ tay, rồi bấm quyệt cái bụng, đẩy mặt hơi, lúc nào siêu diễn mà. Cái gì? Mày muốn cái gì? Hả? Tao nói như vậy mày có nghe không? Hả? Mày muốn cái gì chứ hả? Đó là Minh Tuyết. Và bạn phải để ý thêm một điều nữa, bạn số 3, cái độ ngân rất là nhiều. Vậy thôi, nhiêu đó thôi. Ca sĩ Minh Tuyết, chị có đồng ý với những lời mà anh Trấn Thành chia sẻ không ạ? Chị hát với anh Bằng Kiều cũng hơn 15 năm. Thế nhưng mà chị không biết rằng là cái hình tượng anh Bằng Kiều hát xấu như anh Trấn Thành diễn tả như vậy. Hát cái gì mà như này em đã trao. Cái gì mà xấu dữ vậy? Cái âm thanh của anh Bằng Kiều phát ra nó rất là sáng và nó ăn microphone kinh khủng. Còn riêng về hai cô Minh Tuyết trên kia, tự nói về mình thế đó một người gì đâu. Nói sao, cái đặc trưng của Minh Tuyết mà Minh Tuyết thường thường ít khi nào mà để ý cái đặc trưng mình là cái gì lắm. Nhưng mà có lần anh nghe anh Hoài An nói Minh Tuyết có những cái luyến lấy riêng của Minh Tuyết, thì Tuyết mới biết tại sao các bạn mỗi lần bắt chước Minh Tuyết thì hay luyến lấy nhiều. Nhưng cái ưu điểm, nhưng nếu mà mình làm quá nó trở thành cái khuyết điểm. Để ý một chút xíu, tiết chế cái đó cho Minh Tuyết chút xíu. Cái thứ hai nữa là đúng là Thành nói là Tuyết có cái độ ngân đuôi. Và cái đó cũng là một cái đặc trưng của Minh Tuyết. Tuyết với chị Như Quỳnh hồi xưa cũng ra từ một cái lò của nhà văn hóa thiếu nhi, thì có cái chất giọng giống, hơi giống giống nhau. Cái cách để mà các bạn nghiên cứu kỹ lại là khi các bạn để ý từng câu từng chữ của cái lời bài hát thì các bạn sẽ lấy được cái hồn của cái bài hát. Cái tiêu chí của Tuyết hát một bài hát á, nếu Tuyết không lấy ra được cái hồn của cái bài hát thì Tuyết sẽ không hát. Hy vọng rằng là vào vòng sau thì các bạn rút kinh nghiệm. Thank you. Dạ, cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Mời đạo diễn Hoàng Việt Nam chia sẻ. Không quyến rũ, không sexy thì không phải là Minh Tuyết. Dạ em thật, cảm ơn anh Nam. Thật sự là như vậy.
rất phụ nữ nghe nó không đã, rất là đàn bà, rất là quyến rũ, theo cái một cái nghĩa rất là sang trọng ha. Đàn bà là từ đẹp nhất dành cho phụ nữ đó các bạn. Cái bộ trang phục của các em chọn tối hôm nay nó cũng tôn lên cái vóc dáng của các em. Và đặc biệt là anh muốn nhắc tới, tức là cái tóc là một cái vũ khí rất là lợi hại của chị Minh Tuyết. Có những cái đoạn mà vui lên thì chỉ có thể lắc nhẹ, hoặc là có những đoạn trữ tình chỉ hay vuốt tóc nhẹ như đó này, nhưng mà rất lợi hại. Có mái những... tóc đó là mất 3 tiếng đồng hồ để sắn, để quấn, để cuốn, để bung xỏ rồi nhét. Các rồi. Em có thể xem những cái video clip của chị Minh Tuyết á, các em nhìn thấy chị nhìn vào một cái đưa tay dường như nó hút mà nó gọi là nứt cái lens máy quay luôn á. Tức là vừa ánh mắt ha, vừa cái môi, rồi đặc biệt là cái mái tóc đó. Thì bạn số 2 là bạn Mộng, thì anh nghĩ là em hôm nay em tạo hình khá là tốt. Tuy nhiên bạn Linh á, thì em đang mặc một cái đầm lệch vai đúng không? Với chị Minh Tuyết thì chị sẽ không có xõa và che vậy, chị sẽ giật sang một bên để mà cái mái tóc bên này nó được bồng bềnh. Đó là cái phong cách chị Minh Tuyết. Thì rất là mong trong những cái tiết mục tiếp theo đây này thì các em hãy phát huy nha. Chúc các em thành công. Trời ơi, chị chưa bao giờ mà nhiều cái lời khen mà nứt cả cái lỗ mũi. Bởi vì em nói nãy em ngồi kế anh là một cái sự quyết định vô cùng sáng suốt. Trời ơi, cảm ơn các vị giám khảo. Tôi chân thật, không giống như những người kia tự khen nhau rồi tự nói lựa chọn nhau là chính xác. Trời ơi, một đôi quang gánh tranh vai luôn còn thôi xuôi ngựa, đôi ngựa ôm nắng tân quê nơi hè phố. Một đôi quang gánh trên vai không còn dao rau sạch, giấc mơ nhà cao sớm hôm giờ đây tưởng làm mơ. Gánh dâu đôi đồng xanh bạc tươi, tiếng sao của người ngày trăng lo. Có khi mưa về khu vườn bao la, nhà mây lá lên từng cao. Sáng nay không còn gồng gánh nữa, ôi niềm vui đã đến rồi. Nắng mưa vời nhẹ một ngày để ngày mai lại thấy em, nhìn em lạnh vai áo đi bên em trong cơn mưa chiều, chợt trái tim anh ấm thêm bao niềm vui. Bỗng dưng sao một ngày anh nhận ra đời, bỗng dưng sao một ngày anh nhận ra rất nhớ em. Làm sao để anh giữ những em đêm ngọt ngào bên em, làm sao để anh nói ngàn lời yêu thương. Anh nhẹ nhàng ôm đôi vai em gầy, hãy cho anh những ân cần để thấy lòng mình luôn ấm áp. Hãy cho anh đôi tay này nhẹ nhàng ôm đôi vai anh gầy, hãy cho anh ánh mắt hiền để trái tim mình. Để trái tim một đôi quang gánh trên vai lưng còn thôi xuôi ngựa, đôi mưa ông nắng thân côi nơi hè phố. Một đôi quang gánh trên vai còn còn sao sao xanh, giấc mơ nhà cao sớm hôm giờ đây. Hãy cho anh đôi tay này nhẹ nhàng ôm đôi vai em gầy, hãy cho anh
anh mà hiền để trái tim. Một đôi quang gánh trên vai lưng còng thôi xuôi ngược đôi mưa. Sớm hôm giờ đây một đôi quan gái trên vai lưng cộng thôi xuôi ngược đôi mưa ôm nắng thân của nơi hẹp phố. Một đôi quan gái trên vai không còn sao sao xanh giấc mơ nhà cao sớm hôm giờ đây. Quý vị, phần mở màn với bốn chàng trai thật sôi động. Không biết rằng bây giờ thì các vị giám khảo đã nghe ra ai là thần tượng của các bạn này hay chưa ạ? Đó là Hà Anh Tuấn và Khánh Phương. Wow. Đúng là ca sĩ Khánh Phương và ca sĩ Hà Anh Tuấn. Và một cái điều rất thú vị đó là chúng ta được nhìn thấy trên sân khấu hình ảnh của Hà Anh Tuấn ở hai giai đoạn. Cái giai đoạn trước khi Hà Anh Tuấn giảm cân trên 100kg và Hà Anh Tuấn của hiện tại đây, làm tôi liên tưởng tới giám khảo Trấn Thành của chúng ta. Trấn Thành thì trước đây hình như nghe đồn cũng trên 100kg rồi cũng cố gắng tập luyện lắm, bây giờ mới có được cái body vậy. Anh Nghĩa, giữa em với anh thì anh nghĩ ai gần với con số 100 hơn? Trời đất ơi, vì nghe đâu hồi đó em cũng vậy nè, đúng không? Hồi đó cái cao nhất của em định điểm là có 76 thôi. 76 lần hả? Thôi bây giờ 76 nó cũng gần với 100 mà mình làm tròn 100 luôn đi nha. Giờ cái xuống xong ba Nghĩa, giờ Nghĩa lên ơi, lại 74 mà. Nghĩa nói Nghĩa nói sai rồi. Sao chị? Du quan cho người ta, ngày xưa người ta có 76 nhưng trong tương lai người ta sắp 100. Đó. Tôi nhớ tôi cũng đối xử dễ thương với Tuyết lắm mà. Cũng từng đi ăn bistec với Tuyết mà. Rồi những ly chè ai rủ tôi ăn chè phải môn đẩy vô bốn chén giữa đêm cho tôi mệt. Ai? Rồi bây giờ mỉa mai xỉa rồi. Tôi không biết rằng chị Minh Tuyết có mời Thành 4 ly chè khoai môn hay không, nhưng mà tôi từng tận mắt nhìn thấy trợ lý của Trấn Thành mang tới một hộp chè khoai môn, khoai bắp, khoai mỡ gì đó không biết, mà có chan nước dừa bên trên nữa. Vào lúc nửa đêm. Anh vừa phải đó, chè mà chè phải mỡ ai mà nấu thiệt á. Ai mà biết được em. Bữa đó có mời tôi ăn mà tôi kiên quyết tôi từ chối, tôi gạt ra, tránh xa tôi ra. Đó anh tôi làm Nghĩa gì đó. Ơi, anh không ăn nhưng mà anh đừng có đơm đặt cái chuyện mà chè khoai mỡ, nghe nó sợ sợ sao. Đúng không Như? Cái gì mà chè khoai mỡ? Bởi chè khoai môn nấu với khoai mì. Môn mà môn với mì. Đính chính giùm Thành cho. Có đem cái hộp đó lên đàng hoàng à. Nhưng không phải là chè. Chứ gì chị? Nó là chuối. Gọi chính xác là kem chuối. Nhưng bỏ trong một cái hộp. Sữa tươi dừa, em. Cái dừa nạo em. Cái dừa nạo nằm bằng ở trên sữa tươi nữa. Xong rồi nó có đậu phộng rất là nhiều. Và đặc biệt sau đó một cái chị trợ lý chỉ cầm lên một cái bịch nữa. Chị tưởng cái bịch gì? Ai ngờ bịch nước cốt dừa phải chan lên như vậy Thành mới chịu ăn. Dạ. Sau đó Thành sau mời, cái mời hộp chị. Kem chuối đó quý vị, cái bà trợ lý đó mới còn đẩy vô tô bún mắm nữa. Đúng rồi, bữa nay em có ăn. Thưa quý vị, chúng ta đang đến chương trình Ca sĩ Thần Tượng, không phải chương trình ẩm thực cùng Trấn Thành. Xin mời quay lại với các thí sinh. Dạ, tại bởi vì hôm nay chúng ta thấy có hai hình ảnh của Hà Anh Tuấn với hai thời kỳ, làm tôi liên tưởng tới Trấn Thành cũng như là cái vấn đề ẩm thực của Trấn Thành mà thôi. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với các bạn thí sinh của chúng ta đây. Mời bạn số 1 giới thiệu về mình nào. À, mình tên là Lâm Trần Thuận và mình đến từ Cần Thơ. Tiếp theo, mời bạn. Em tên là Lâm Hoàng Đệ, đến từ Cà Mau. Lâm Hoàng Đệ, đến từ Cà Mau. Mời bạn số 3. Vâng, và lời đầu tiên em xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất tới lại ban giám khảo và các bạn giám khảo ở đây có một đêm thật là nhạc thật là ý nghĩa và một lời chúc sức khỏe. Khỏe quá, rất khỏe. Rất khỏe, rất khỏe. Mình nói tên đi nè. Nghe cái giọng của đổ hộp của em là anh thấy khỏe rồi. Và em tên là Trương Tiến Thành. Em đến từ Khánh Hòa. Tiến Thành đến từ Khánh Hòa, hát giọng của Khánh Phương. Mời bạn số 4. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Võ Ngọc Khánh và em đến từ Đà Nẵng và xin trân chào tất cả mọi người. Và có một điều nữa là em xin bênh anh Trấn Thành chút xíu. Có nhiều thể loại ăn cũng không mập, thở
mập, em Trấn Thành là hai loại đó. Nên là mọi người đừng có mà đâm anh ấy, tội lắm. Bé trai, dạ. Em có muốn đi tiếp vào vòng trong hay không? Mà em xếp anh vô cái dòng sản phẩm mà thở cũng mập như em. Thì cũng ngang ngang nhau đó anh. Ngang cái gì? Em dòm lại bắp tay em đi, cái bắp tay em bằng cái bắp đùi anh nè. Mà em nói cái gì? Dừng lại trước khi quá muộn em. Được rồi, tới đây chia sẻ, tới đây được rồi. Anh tới đây là được rồi, chị Khả Như mới cứu em một vé đó. Được rồi, được dạ. rồi. Thôi bây giờ chúng ta hãy vào chuyên môn đi. Dạ, vào chuyên môn đi nào. Mời giám khảo Minh Tuyết trước nha. Cái người mà Tuyết nhận ra đầu tiên đó là bạn số 1. Cái giọng bạn hát là Tuyết nhận ra ngay là Hà Anh Tuấn. Và khi đèn sáng lên á, thì cái cách ăn bận, cái cách biểu diễn của bạn cũng rất là giống Hà Anh Tuấn. Tại vì Tuyết cũng có gặp Hà Anh Tuấn vài lần, cũng có hát chung một ít show với Hà Anh Tuấn thì. Rồi có thân không chị? Xem thân quen à, quen nhưng mà không thân. Ít ra là trong quen, showbiz cũng có người chị Tuyết chứ ít thân. Không, Tuyết đang thân triển vọng. Rồi sẽ thân. Hà Anh Tuấn là một người rất là điềm đạm. Có sống nội tâm không dạ. Tuyết? Hoàng Nhật Nam, anh đừng tìm điểm chung nữa. Đó. Dạ, mời chị Tuyết. Cái điểm đầu tiên khi mà đèn sáng là Tuyết thấy là bạn số 1 là cái ấn tượng nhiều nhất đối với Tuyết. Bạn có những cái nốt cao bay giống Hà Anh Tuấn. Tuyết mong muốn là vào cái vòng trong á, bạn hát bài đơn á, thì sẽ nghe được rõ ràng hơn. Bởi vì hát chung thì cái câu mà các bạn hát nó rất là ít, cho nên khó có thể nhận dạng ra được. Xin mời anh giám khảo Hoàng Nhật Nam. Hình như có một cái điểm trùng hợp ở đây á, là tên của từng bạn Lâm Trần Thuận ha, Lâm Hoàng Đệ, Trương Tiến Thành, Khánh, Võ Ngọc Khánh. Khánh. Và các em đứng trên bốn cái bục này nữa. Và tên thường cái tên mà ba chữ á, gợi nhớ tới Tứ Đại Thiên Vương của Hồng Kông á. Cứ à. Quách Phú Thành rồi Lưu Đức Hòa này kia vậy đó. Vì phần lớn á, là tên ba chữ rất là hay. Đó mà không, anh không nói tên anh đâu. Chữ là Hoàng Nhật khán giả Nam nói Nam thôi. Đúng không? À, chị để cho là Hoàng Nhật Nam à. Từ đây tôi sẽ tên là Huỳnh Trấn Thành nha. Anh rất là thích cái không khí mà bốn bạn nam mang lại cho cái tiết mục mở màn tối hôm nay. Và nó rất là hào hứng. Cái phong cách của từng bạn á, rất là manly, rất là nam tính. Trong hai bạn Khánh Phương thì bạn Khánh Phương số 3 này á, là em có một cái đạo cụ, một cái vũ khí á, là một cái khăn á. Thì nhắc đến Khánh Phương là ai cũng nhớ đến cái bản hit đầu tay của anh là chiếc khăn gió ấm cả. Rất là mong đợi các bạn sẽ, bốn bạn sẽ thể hiện không những trong giọng hát mà trong phong thái nữa. Hà Anh Tuấn phải như thế nào? Như em thì hơi hiền quá. Hà Anh Tuấn phải chất nghệ hơn trong những cái động tác tay, những cái chỉ, những cái đưa tay như vẫy 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 như thế này. Và ảnh feel cái bản nhạc á, feel the beat rất là tốt luôn. Thì anh rất mong là những điều đó sẽ được thể hiện trong những cái bản trình diễn tiếp theo. Mời Trấn Thành. Hai bạn Khánh Phương thì hình như là Thành cảm giác là đúng là do các bạn sung quá nên các bạn đẩy năng lượng ra quá nhiều. Đẩy lửa nhiều quá nhiều khi nó khét đồ ăn. Thành thử ra là nhẹ tất cả mọi cái cũng quy về ẩm thực. Yeah. Phải về ẩm thực thôi. Nói chung là các bạn dặn lửa lại cho một tí. Về hai anh Hà Anh Tuấn, thật ra khi mà đèn tắt tôi thấy cái bóng dáng bạn thôi tôi nói Hà Anh Tuấn luôn. Tại vì cái mái tóc xẻ qua bên này, cái áo, cái dáng đứng của bạn là hoàn toàn là Hà Anh Tuấn luôn. Và riêng bạn bên này Hà Anh Tuấn mà phiên bản F1 trước giảm cân đó thì thật sự ra chưa giống lắm bằng bạn này. Nhưng mà cái tiềm năng của em rất là cao. Chuyển từ bài này lên tông rồi lại xuống tông. Mà cái đoạn lên tông rất cao, em Nam lĩnh sướng lên quãng 8 rất tốt luôn. Nên anh hy vọng cái bài đơn em sẽ làm tốt. Rời xa mãi mãi khi tình ta yên vương, hạnh phúc vụt mất trong thoáng giây. Ta giờ đây chia ly, mai mình đi hai hướng với anh, trao dâng lên niềm đau. Không còn ai đứng lại, không còn ai chung lối đi dưới mưa một mình ai.
nước mắt rơi buồn đời. Cầu mong con mau xa thôi không còn nữa, chỉ mong con đau giống như giấc chiêm bao, và ta bên nhau xóa tan những ưu buồn, quên hết ưu phiền, giữ lấy nhau suốt cuộc đời này. Rời xa mãi mãi khi tình ta yên vui, hạnh phúc vụt mất trong thoáng giây. Ta giờ đây chia ly, mai mình đi hai hướng với anh, trao dâng lên niềm đau. Anh là tia nắng ấm, anh là muôn khúc hát rồi ôm trái tim bắt ra lời. Không còn ai bên anh, không còn ai chung lối, lối đi dưới mưa một mình anh. Giờ đây anh đang nhớ em trong sầu. Như giấc chiêm bao với phần thể hiện của bốn thí sinh, mà hình như bốn người này chỉ đang hóa thân thành hai ca sĩ thôi đúng không? Không biết các vị giám khảo của chúng ta nghe ra đó là những ca sĩ nào hay không? Không, nãy em thấy khi mà ca khúc đang thể hiện trên này, thí sinh đang thể hiện, em thấy anh Trấn Thành là nhảy nhõm gì nè. Em không biết là cảm xúc của anh như thế nào anh Thành? Không, nhiều khi đơn giản là ngứa thôi em. Ủa vậy luôn hả? Không, anh đang mừng tại vì lúc đó không thấy hai MC. Cảm xúc thấy như các thí sinh mừng dễ sợ. Và nghe giọng hát rất là thích. Phấn khích ở chỗ là đây là một chương trình mà tôi thấy được đầu tư rất là tốt. Rõ ràng là ban nhạc đánh live rất là hay. Cho một tràng vỗ tay cho các anh ban nhạc, thưa quý vị. Ban nhạc đánh quá hay. Và các bạn hát live rất là tốt. Chúng ta thấy là chỉ có hai giọng thôi, rất rõ ràng. Bốn người nhìn nhau nói ngay Lệ Quyên với Tuấn Hưng. Và bốn bạn thí sinh này, tôi phải dành một lời khen ngợi trước tiên là cho đội ngũ biên tập, vì đã tìm kiếm được các bạn mang đến chương trình, bởi vì các bạn đều là bốn nhân vật ưu tú thật sự. Cả bốn người thì Trấn Thành hiện nay đang ấn tượng nhất với cô gái ở vị trí số 2. Thì Thành thấy là bạn khá là hoàn hảo,
về cả thần thái, điệu bộ và khẩu hình hát cũng khá giống Lệ Quyên. Thành muốn hỏi bạn là bạn bao nhiêu tuổi, đến từ đâu, đang làm công việc gì? Em tên là Minh Phương. Em quê của em thì ở Huế, nhưng mà hiện tại em đang công tác và làm việc tại Long Xuyên và An Giang. Và tiếp theo mời chị Cẩm Ly nha. Thật sự là bất ngờ luôn, là bốn giọng đều có những cái âm hưởng của hai ca sĩ này hết. Chỉ có là điều là bạn nào giống nhiều hơn hay không. Chỉ giống như là cũng có những sự tranh cãi là người này giống hơn người kia. Tức là mỗi người có mỗi cảm nhận khác nhau. Đối với Ly thì có lẽ là cho Ly hỏi bạn đầu tiên. Có thể giới thiệu tên của mình cho tất cả mọi người cùng biết đi. Dạ vâng, lời đầu tiên cho phép em xin... Trời ơi, giọng nói cũng giống. Chúc sức khỏe tới, như là lời chào tới ban giám khảo và tất cả các anh chị có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Vâng, em xin tự giới thiệu, em tên là Hồ Văn Phong, năm nay em 19 tuổi và em đang học và làm việc tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Mới có 19 tuổi thôi mà có một cái giọng hát hay vậy đó quý vị. Mà nói chuyện y chang Tuấn Hưng, cái giọng cũng giống luôn. Thật sự là cô cũng hơi bất ngờ. Tại vì đây là một cái học trò cũ thì cô rất là ấn tượng và cô khá là bất ngờ, phải nói là quá bất ngờ, không nghĩ là con sẽ hát được tốt đến như vậy. Chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Và với đạo diễn Hoàng Nhật Nam thì anh sẽ ấn tượng với thí sinh nào trong bốn thí sinh này ạ? Thì trong phần trình bày vừa rồi thì đặc biệt thì anh lại thích bạn số 1 hơn. Bởi vì bạn số 1 thì thể hiện đúng cái chất của Tuấn Hưng, là cái gì đó rất là lãng tử hào hoa, nhưng mà nó có cái độ mạnh mẽ nam tính trong đó. Và đặc biệt là cái giọng hát rất là bắt mít. Thì còn lại thí sinh nam thứ tư thì em giới thiệu một chút về thông tin của mình đi em ha. Em tên là Phạm Duy Hiếu và em đến từ thủ đô Hà Nội. Và năm nay em 35 tuổi. Em hiện đang là một giáo viên và một giảng viên ạ. Đúng là có thể chinh phục được cái nốt cao và cũng tình cảm. Tuy nhiên cái độ bắt mít của giọng hát của em không bằng bằng thứ nhất. Nhưng mà dù sao thì anh cũng rất là đánh giá cao cả bốn bạn. Hôm nay xuất hiện với một cái tiết mục mở màn, nhưng mà ai cũng rất là với một cái diện mạo rất là xinh đẹp và truyền cảm hứng cho giám khảo rất là nhiều. Dạ. Và xin mời giám khảo Minh Tuyết. Chị Cẩm Ly thì nói là cô Âu Đan hát giống hơn. Cô Âu Đan thì cho phép Minh Tuyết hỏi về bạn. Bạn tên gì và bạn đến ở đâu? Xin chào bốn vị ban giám khảo cùng toàn thể các bạn đang ngồi trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu. Em tên là Nguyễn Lan Anh, em năm nay 18 tuổi và em đến từ Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Wow. 18 tuổi. Lan Anh có đi hát bao giờ chưa? Dạ chưa. Đây là lần đầu tiên anh đứng trên sân khấu của chương trình lớn như thế này. Wow, lần đầu tiên hát đứng trên sân khấu luôn à. Nếu mà như vậy thì chỉ có một lời khuyên là nếu mà sau chương trình này Lan Anh nên theo cái nghiệp này, bởi vì giọng Lan Anh rất là tình, hát rất là có hồn, rất là tình cảm. Riêng về Lệ Quyên, cô số 1 thái độ, thần thái, biểu cảm và tư thế giống. Em số 3 hơi mất tự tin tại vì anh biết đây là lần đầu tiên thì phải làm giống bạn số 1. Lệ Quyên hát lúc nào thái độ cũng như là chị ba diva. Tay chân lúc nào nhẹ nhàng vậy thôi, nhúng nhúng nhẹ nhẹ, không biết tại sao mà cứ phải dập dìu vậy đó. Em thấy không? Và môi phải hơi chúm lại. Anh giờ xa mãi mãi. Môi phải hơi chúm lại. Cái này sợ là một cái điểm đặc biệt riêng của Lệ Quyên Thủ Thành. Bởi vì Lệ Quyên chúm mà cái âm thanh phát ra vẫn tròn. Đó, bây giờ các bạn này bây giờ chúm rồi âm thanh nó không có phát ra được tròn trịa, rồi làm sao mà người ta hó. Không, em bắt trước hành trước cành chỉ đó. Em về em kẹp hai cái miệng lại. Trời ơi, như con vịt vậy đó. Ôi chết rồi. Kẹp hai cái miệng. Hồi nãy là em bây định... giờ nè, cái này là Lệ Quyên chỉ tôi luôn nè. Bình thường á, phụ nữ cười á hay cười nghe sợ là bị râu rồng bên đây đúng không, bị gãy phấn. Lệ Quyên chỉ cười dọc. Là tụi em dạy tập cái khẩu hình nó giống Lệ Quyên là sao không có bị gãy phấn. Không em ơi, không có bị gãy phấn mà giờ mặt cái kỳ. Anh ơi, có bị gãy dọc xuống rồi sao anh, nó bị đổ ngược xuống vậy nè. Hồi nãy thì sau cái phần nhận xét cũng như là góp ý của anh Trấn Thành thì em định là các thí sinh các bạn hãy cảm ơn anh Trấn Thành, bởi vì những cái góp ý, những cái chiêu rất là hay luôn. Nhưng mà cái phần sau các bạn hãy nên chọn lọc những cái góp ý của anh Trấn Thành nha mọi người. Em cảm ơn mọi người. Tức là ý anh nói là Thành nói cái gì cũng phải chọn lại một chút đúng không? Chứ ảnh dạy người ta cười vậy kìa. Chứ cờ bên kia dạy kẹp cái miệng kìa kìa. Thì bởi vậy. Thì bởi vậy nói các bạn phải chọn lọc. Phải chọn lọc ý kiến của giám khảo. Nghe lời góp ý mà phải chọn lọc. Đúng rồi. Ý kiến này hơi khó đúng không? Ý của chị nói là tại vì Lệ Quyên cái miệng nó nhỏ tự nhiên rồi. Còn cái này thì khi nó hát dù nó có mở to đi chăng nữa thì cái miệng nó vẫn có nhiêu đó thôi. Em bảo với em này,
hát chiếm chiếm gì sao hát. Anh Thành ơi, anh có thể hát hát một một câu mà với cái miệng chúm chím như vậy không ạ? Ví dụ như nha. Dạ. Thì anh đang ơn. Ví dụ bình thường là em chắc chết quá Thành em ơi. Em giờ xa mãi mãi. Lại quyền sao là em giờ xa mãi mãi. Thôi như vậy vẫn chưa quyền lắm đâu Thành ơi. Anh ơi, anh phải nhỏ nữa. Ví dụ em giờ xa mãi mãi. Anh ơi, cái này là một loài chim hát rồi, không phải ca sĩ nữa. Thôi cho Charlie kết lại một câu đi. Dạ. Nha. Nãy giờ thực sự ra là cũng vui thôi, đó mới làm mấy em bị hoang mang như thế. Ở đây là một cuộc thi ca sĩ thần tượng và tụi em chủ yếu là cái chất giọng nó giống, phong cách, cái phong thái, cái cách trình diễn trên sân khấu và có thể là make up cho cái gương mặt, tóc tai, quần áo nó giống. Còn về cái khẩu hình để hát, nếu mà được thì nó cũng hoàn thiện, nhưng mà nó không phải là cái điều kiện tiên quyết. Và nếu như chính vì cái khẩu hình đó nó khiến cho tụi em lại khó khăn trong cái việc phát âm ra hát và không tự nhiên và mất tập trung thì nó lại ảnh hưởng đến những việc khác. Cho nên là chủ yếu vẫn là cái giọng hát của tụi em. Cho tụi em bớt cái áp lực nha. Ha. Lắng nghe góp ý, lắng nghe nhưng mà có chọn lọc các bạn nha. Chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Lan Anh. Năm nay mình 18 tuổi và mình đến từ Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Mình hiện tại đang là học sinh trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng. Ở nhà thì bố mẹ cũng rất là vui khi mà nghe tin được mình được vào vòng đến vòng ghi hình của chương trình ca sĩ thần tượng. Bố mẹ cũng ủng hộ mình hết mình. Về cái cơ duyên để Lan Anh theo đuổi hình tượng chị Lệ Quyên, có một lần anh đi hát thì mọi người đều gọi anh là sao giọng giống Lệ Quyên thế. Lúc đầu thì anh cũng không để ý đâu, nhưng mà lúc sau thì hát nhiều và nghe lại nhiều thì có một chút giống chị Lệ Quyên. Lan Anh thì nghe cũng khá là nhiều bài của chị Lệ Quyên, nghe từ hồi Lan Anh còn nhỏ ấy. Ba mẹ thì cũng hay mở nhạc của chị Lệ Quyên nghe, nên là cũng gấm một phần. Ví dụ như bài Hãy Trả Lời Em hay là Giấc Mơ Có Thật. Thì Lan Anh cũng xác định một điều là Lan Anh thi chương trình là để trau dồi kinh nghiệm và bản lĩnh sân khấu của Lan Anh. Cho nên là tâm lý của Lan Anh bây giờ rất là thoải mái. Mọi người hãy đón xem và ủng hộ cho Lan Anh nhé. Chẳng có bao
biết em luôn hát yêu. Xin chúc mừng thí sinh Lan Anh. Đây là lần đầu tiên em tham gia vào một sân chơi âm nhạc đúng không? Nhưng mà khi em ở trong trường học, em có tham gia văn nghệ của trường không? Dạ em có. Lại là một cô bé 18 tuổi nhút nhát và rụt rè dễ thương quá. Dành cho cô bé một tràng vỗ tay đi quý vị. Các vị giám khảo của chúng ta nghĩ gì nào? Bài này thì anh cảm thấy là em quyến rũ, những cái động tác tay của em, những cái nhún người, thì anh cảm thấy là nó chứa đựng trong đó rất là nhiều những cái tình ý trong đó. Đúng ra là Lan Anh hát bài này tốt hơn bài trước. Những cái câu mà đặc trưng của Lệ Quyên nhấn nhá thì em làm ra rất là giống. Chú ý, Lệ Quyên hát giọng rất là khỏe và rất là tự tin. Nếu em thiếu đi cái sự tự tin đó thì em sẽ không thể giống Lệ Quyên được. Chính xác. Trời ơi, cái cô này cổ dịu dàng quá thiệt á. Em đứng kế cổ cái tự nhiên em cảm thấy em giữ kẻ. Anh thấy em có dịu dàng hơn không anh Nghĩa? Dạ, mời chị Cẩm Ly. Thì đó xem như là câu trả lời của anh nha ai Khả Như. Tội Như quá à, nãy giờ thiệt á, thương nó đi thương. Bên kia người ta là Lệ Quyên, kế bên nó cũng được như Lệ Rơi chứ. Anh không cần bên em nữa, anh Thành được rồi, em ổn rồi. Cảm ơn các vị giám khảo. Thời gian trôi vắng lặng, vẫn ngỡ nhớ em đầy vơi với những tháng năm rồi vơi. Đợi chờ em dường như màn mưa lại cũng muốn nói với em về một giấc mơ anh đường, về anh với em cùng ngày xưa. Anh đã có nhau, nào có biết đâu tình qua máu. Điều gì khi vẫn đây chỉ mình anh yêu bỏ cho em phút giây. Vì đã đi xa từ lâu lâu, vẫn yêu chẳng niềm nhớ. Sao biết chỉ là mơ mà em hỏi mà tình anh với ai. Vì anh vẫn luôn không thể ngừng nhớ về em, ngừng nhớ về em. Ai, 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 ai. Vì anh vẫn luôn không thể ngừng nhớ về ôi. Đã qua bao ngày, đã qua bao tháng năm, em kề bên, bên cạnh những giây phút nồng nàn. Để rồi khi mình đã mất nhau, em vẫn bên đợi chờ anh. Nhớ em đợi xa vời, vẫn đây chỉ mình anh yêu bỏ cho em phút giây. Vì đã đi xa phương đầu, vẫn yêu chẳng niềm nhớ. Sao biết chỉ là mơ mà em hỏi mà tình anh với ai. Vì em vẫn luôn không thể ngừng nhớ về em, ngừng nhớ về em. Ai, 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 ai. Vẫn đây chỉ mình anh yêu và mong chờ em phút giây. Dù anh đã đi xa phương nào, vẫn yêu trong niềm nhớ.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã mang đến một phần mở màn sôi động máu lửa. Vừa rồi là bài hát Nỗi Nhớ Đầy Vơi. Anh Trấn Thành, nên là như vậy, phải là như vậy. Hồ Ngọc Hà phải là Nu Phước Thịnh. Yeah, đó chính là hai ca sĩ thần tượng mà các bạn thí sinh của chúng ta đêm nay lựa chọn. Hãy làm quen với các bạn ấy trước nha. Trước tiên, cô gái đang hóa thân thành nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà, em giới thiệu một chút về mình nào. Xin chào tất cả mọi người. Trời ơi, tôi là Phạm Đan Trang. Hồi 19 tuổi và rất vui khi được đến đây cùng với mọi người. Oh my god. Wow. Oh my. Trời. Cái cái voi đó từ cái con người này ra hả? Em nói cho anh nghe là em mới mở để em lip sync đó. Cái đường hình là khác mà cái đường tiếng là Hồ Ngọc Hà đó. Em trả lời cho anh biết hôm nay em ăn cơm chưa? Em vẫn chưa ăn cơm bởi vì em sợ ăn cơm thì bụng sẽ bị to. Oh. Trời ơi, sao mà giống dữ vậy? Cái gì vậy trời? Chuyện gì vậy? Em ơi, cho chị hỏi là em cố tình em nói giống Hồ Ngọc Hà hay là cái bình thường em nói là như vậy rồi? Dạ, em đang cố tình ạ. Không, để anh tìm coi Hồ Ngọc Hà có núp phía sau rồi, không? Rồi, coi. Ừ. Có bà Hà có núp phía sau không? Em xác minh với lại ban giám khảo là phía sau chỉ có cái tấm rèm này thôi à, không có cái gì nữa à. Chứ không có bà Hà Hồ ở đây nha. Dạ. Có cảm giác giống như là em đang mượn cái cọng dây thanh quản của Hà Hồ gắn vô em vậy đó. Dạ, đúng rồi là Khang. Trời ơi, giống quá. Trời ơi, biết luôn cái vụ mà. Dạ, đúng rồi là Kha. Cái bà Hà Hồ bác khoái nói vào tiếng Thái Lan lắm. Dạ, đúng rồi là Kha, I know that. Để trời ơi, em ơi, em nói nổi hết trời gà. Anh thề là anh tưởng là Hà đang ở trong A Voice rồi em lip sync theo. Mà không phải chỉ hát không thôi mà nói cũng y chang luôn. Có đây nó không phải là y chang. Đó là Hà. Hà đã hiển linh. Trời ơi, cái gì vậy? Không phải, nhưng mà trời ơi, em ơi, anh nói thiệt, Hà Hồ gặp em chưa vậy? Dạ, chị Hà là huấn luyện viên của em ạ. Oh. Bà quá trời bà rồi, bà mê người ta tới bên đầu bà ăn, ngủ, bà nằm, bà mớ người thấy người ta luôn. Cái giọng giống quá trời ơi. Em... Dọn đây. Đó là thí sinh đầu tiên và mình làm quen tiếp với anh bạn này nha. Mời em. Dạ, xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị ban giám khảo và quý vị khán giả có mặt ở đây. Em tên là Phạm Văn Lâm. Em đến từ thành phố biển Đà Nẵng. Văn Lâm đến từ Đà Nẵng. Tiếp theo, trước khi giới thiệu thì các bạn có thể cho Nu Phước Thịnh một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Yes, thank you. Trời ơi, chết rồi. Anh ơi, không có ai sau lưng nha anh. Đó, làm lại coi. Các bạn ơi, đã lỡ yêu thương Nu Phước Thịnh rồi thì xin một cho một tràng pháo tay thật lớn hơn có được không ạ? Đó, đó. Nu Phước Thịnh hiện linh. Nhưng mà cái giọng phải sáng chút xíu nữa, giọng Nu sáng hơn. Trời ơi, sao mà giống dữ vậy trời, ở đâu ra vậy? Chị, em tên là Hữu Tánh và em đến từ An Giang ạ. Hữu Tánh, cái tên hay không? Hữu Tánh dịch ra có nghĩa là có tên. Mời bạn số 4. Lời đầu tiên xin cho phép Hà gửi lời chào thân thương nhất đến ban giám khảo cũng như tất cả các bạn khán giả đang có mặt tại trường quay và các bạn khán giả đang xem truyền hình. Đêm nay sẽ là một đêm hứa hẹn có một sự bùng nổ giữa sự kết hợp giữa Cát Nu Phước Thịnh và Hồ Ngọc Hà với nhau. Hy vọng rằng tất cả mọi người hãy cùng nhau ủng hộ và sẽ có được một đêm diễn thật là hoành tráng. Xin cảm ơn. Bạn này cũng hóa thân thành Hồ Ngọc Hà luôn à. Ghi nhân dị sĩ không à. Hà tên thiệt là gì vậy? Tên Hà? Thiệt em. Em tên thật là Pascal Ngọc Tân à. Nãy mới nhìn lên tưởng ba ông này là hóa thân thành Nu, có một mình bà này bà làm bà Hà thôi, coi như bà độc quyền đêm nay. Nhưng mà không, em là Hồ Kỳ Hòa. Và xin mời các vị giám khảo. Nãy giờ chưa hết bàng hoàng nổi da gà, dễ sợ hiện lên. Ô trời ơi. Một phần là khi tụi em cất giọng á, làm cho tất cả cái trường quay này có vẻ phấn khích quá, cho nên là vỗ tay rất là nhiều. Cho nên thật sự là tụi chị không có nghe rõ giọng của từng bạn. Nhưng chị khen cái điều đầu tiên nhất, cái bài hát hôm nay tụi em biểu diễn như một bài hòa thanh. Tụi em bốn như một, bè bối quyện, rất là quyện và nó ăn rơ với nhau rất là hay. Phải nói là tuyệt vời. Chị Tuyết cũng y như chị Ly hồi nãy. Hy vọng rằng là vào vòng trong thì sẽ được nghe các bạn hát trọn vẹn một bài hát, thì lúc đó mình sẽ nhận xét một cách tỉ mỉ hơn từng bạn. Cảm ơn ca sĩ Minh Tuyết và đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh cảm thấy như thế nào ạ? Về mặt hiệu ứng sân khấu á, thì thật sự là mọi cái điểm nhìn á, nó bị thu hút về phía cô Hồ Ngọc Hà hiển linh này. Bởi vì cổ chọn một cái đầm màu đỏ rất là rực rỡ, và cái phong cách á, đoạn giang tấu á, cô Hồ Ngọc Hà này phất cái tà thu chị ba hút về mà. Chị ba về đừng. để chị ba thế giới, để chị ba lo hi chơi. Đó là tự tin trên sân khấu. Thì ngoài giọng hát ra
thì chúng ta có cái năng lực về mặt biểu diễn, thì đó là một cái điều thành công mà không phải là ai cũng có thể làm được. Chúc các bạn thành công. Thưa bốn người bạn, các bạn đang làm một điều rất là thử thách bản thân mình, đó là thể hiện lại hai ngôi sao ca nhạc đang hot nhất hiện nay, là những người mà người ta sẽ soi từng chi tiết, tại vì nhạc của họ rất là thịnh hành. Cho nên Thành hy vọng là ở vòng thứ hai các bạn phải cố gắng nắn nót một tí. Nam nói rất đúng là chỉ thấy cô gái này thể hiện thái độ của diva, còn những bạn còn lại có nhưng hơi bị ít. Đặc biệt là em trai đẹp trai số 2 này, trời cho em cái mặt em rất sáng, rất đẹp trai, giống Nu Phước Thịnh rồi, không có gì phải sợ hết. Nu, Hà Hồ thành công được những ngày hôm nay, họ có bản lĩnh sân khấu không ai có được. Họ hút tất cả ánh nhìn về mình, và từng động tác của Nu và Hà Hồ đều có ý nghĩa. Hà Hồ, Nu Phước Thịnh không chỉ đơn giản là vocalist, mà họ là người giải trí. Các bạn phải là cái bình hấp tinh đại pháp cho tôi. Ủa, sao qua kiếm hiệp rồi vậy? Không phải nói như vậy để các bạn hiểu. Thành muốn là nếu như các bạn trình diễn một mình trên sân khấu, làm cho chúng tôi tin bạn là Nu, bạn là Hà. Ok, cố lên. Ta có nhau bao nhiêu giấc mơ tan thành mây khói, giờ câu yêu phôi phai cũng chỉ vì ta quá hờ, biến yêu thương này thành bao khổ đau. Ngày em ra đi cũng là thời gian mưa rất nhiều, khiến bao nhớ nhung này càng nhung nhớ. Giờ đừng ban chia để lại làm cuộc đời ta đơn đau. Có điều gì vang này còn đâu, cùng này làm lời anh đây vẫn mong xin lỗi người. Dù rằng giờ đây anh với em chẳng còn là gì, trong tim anh giờ trái đắng còn lại một mình sâu lắm. Cuộc đời đã mất chỉ bao nhiêu thứ mình đã có, chỉ một lần cuối anh vẫn muốn nói xin lỗi người. Lòng này đã sai anh khiến em giơ tay buông rơi, bao câu ân hận muốn nói chỉ sợ rằng người trốn tránh. Hỏi lòng vẫn biết anh chẳng đợi xin một lời tha thứ. Đi cũng là thời gian vừa rất nhiều, khiến bao nhớ nhung này càng nhung nhớ. Giờ đừng mặn chia đi lại làm cuộc đời ta đơn đau. Có điều gì vang đây còn đâu, cùng này làm lỗi anh đây vẫn mong xin lỗi người. Dù rằng giờ đây anh với em chẳng còn là như trong tim anh giờ trái đắng còn lại một mình sâu lắm. Sai anh khiến em giơ tay buông chơi, bao câu ân hận muốn nói chỉ sợ rằng người trốn tránh. Hỡi lòng vẫn biết anh chẳng ta xin một lời tha thứ. Cuộc đời đã mất chỉ bao nhiêu thương yêu. Lòng này đã sai anh khiến em giơ tay buông rơi, bao câu ân hận muốn nói chỉ sợ rằng người trốn tránh. Hỡi lòng vẫn biết anh chẳng thể xin một lời tha thứ.
Dạ thưa quý vị, đó là Tiến Thành với ca khúc Tha Thứ. Có lẽ cũng dễ hiểu phải không các bạn? Có tha được không? Không phải, tại vì khi người ta muốn tha thứ, người ta phải thể hiện cái sự nhiệt tình của mình như vậy. Người ta phải quằn quại, người ta phải đau khổ như vậy. Cho Như hỏi cái là cái những cái động tác đó là bạn nhìn thấy anh Khánh Phương làm hay là cái này là do bạn tự thể hiện? Dạ, cái động tác này là của anh Khánh Phương trong cái bài Tha Thứ. Wow. Người đã nói rồi mà muốn tha thứ mình phải dằn xé mình như vậy, người ta mới thương, người ta mới tha thứ cho mình được. Giống như là một bài múa đương đại thật sự luôn đó mọi người. Đây là fan cuồng đúng không? Em duyên dáng quá cưng ơi. Anh nghĩ em hơi vu oan cho Khánh Phương á. Chứ Khánh Phương sao vậy anh? Không làm vậy đâu. Chị nói thiệt á, nếu mà mọi người bầu em là thánh diễn đó thì em sẽ xin nhường ngôi lại cho Khánh Phương. Mà nếu Khánh Phương diễn giống như em như vậy là bởi vì chị giật mình mấy cái động tác của em, chạy vì chị chưa coi Khánh Phương diễn. Chị xe qua chị hỏi, ủa Khánh Phương diễn vậy hả Tư? Đó. Cái đoạn mà đại bàng xe bãi cát á. Lâu lâu có cái. Dạ, tại thật ra bản thân Đại Nghĩa cũng vậy, coi Khánh Phương là coi qua MV. Thành ra là cũng không có biết rõ là khi Khánh Phương trình diễn ngoài sân khấu có quằn quại như vậy hay không. Không, tôi xác định là có. Hồi xưa tôi đi hát, ổng là có cái này. Nhưng mà thật ra làm tới mức độ như bạn thì cũng không biết là có hay không. Nhưng thực sự ra là có đó. Tại vì Phương, tôi thích nhất là cái chiêu mà Barcelona đó đang đi cái hi sạch 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 đi à. Tôi thích cái đoạn đó rất là giống cái đó thiệt. Có chỉ có cái là giờ thì bạn thi thì bạn làm đậm nét hơn tí thôi thì nó mới gây cười. Thì tôi nghĩ là cái điều đó cũng biết sao khen, dễ thương mà. Khánh Phương á là có học vũ đạo này kia, và anh thấy là trong một số cái chương trình trình diễn đó là Khánh Phương có đội cái mũ nè, sau đó là có đeo một cái găng tay màu trắng giống như dạng Michael Jackson vậy đó, và biểu diễn những cái động tác á, ở những cái đoạn mà gian tấu này kia đó thì biểu diễn đưa tay này chân và hình như là đi dạng như cá heo một chút xíu. Cái gì? Rất là nghèo. Cá heo đi làm sao anh? Anh không đi được cái đó, nhưng mà đi ngược lui. Cái giống như Michael Jackson đi hả? Cái này người ta gọi là moonwalk hả? Đây là moonwalk. Tại sao lại có cái vụ mà đi cá heo? Không, cá heo vì, đi sao? Vì biết sao? Vì cá heo á lúc mà làm xiếc á là nó có thể đi được trên mặt nước á. Đúng rồi, lúc đó cá heo nó đi ngược như vậy luôn. Chưa thấy con cá heo hả? Không, anh chưa thấy nó đi kiểu cái, đó. Cái thuật ngữ này một cái thuật ngữ cũng khá là nôm na thông dụng để dùng cho đó. Ok. Bây giờ thì nội dung của hình ảnh mà đạo diễn Hoàng Nhật Nam muốn nói, tức là những cái khiên cá heo làm xiếc nó đứng dựng lên và nó lướt trên mặt nước thế này. Chặt đạo diễn hả? Moonwalk đó. Cha tự điển đi nha. Em chỉ biết tiếng Anh nó tên là moonwalk thôi chứ không biết cái vụ mà đi cá heo, không lẽ là nhưng mà mọi người có công nhận á là Trấn Thành đi cá heo rất đẹp mà mặc dù mặc áo khỉ. Trời ơi, anh Thành tất nhiên là phải đi cá heo đẹp rồi. Như... gì đó con cá bạc má. Anh Thành dễ thương. Không, anh nghĩ là em... tôi biết à. Anh nghĩ là em nếu mà có học thêm, có vũ sư bày em những cái động tác đó đó, em làm chuyên nghiệp như là Khánh Phương á, thì nó sẽ ra hơn và cũng là quằn quại, nhưng mà quằn quại trong cái sự chuyên nghiệp của những cái động tác vũ đạo. Chứ hiện nay vừa rồi là đúng là em quằn quại trong cái nỗi tuyệt vọng giữa một cái đảo hoang nào đó mà vắng người á, anh nghĩ vậy. Không nha, thì anh phải cãi, anh bảo vệ em tới cùng. Là bây giờ tại vì đây là vòng đầu, nếu em vào vòng trong còn có cái để hoàn thiện, như giờ làm tốt quá rồi vào vòng trong làm gì nữa. Và cái vừa rồi em làm rất đáng yêu, em hiểu không? Em làm cho cả khán phòng vui. Minh Tuyết, Cẩm Ly, ủa lại này vậy hả, kiểu gì? Em hiểu không? Em làm cho cả giám khảo hoang mang. Anh thích cái điều đó. Đúng, tôi cũng thích như vậy. Mặc dù tôi không biết rằng Khánh Phương có thật sự làm như vậy hay không, nhưng mà khi xem bạn ấy diễn á, mình cảm giác rất là vui, có cảm giác rất là giải trí. Em làm vậy là anh tha thứ cho em liền luôn á. Cái sự thành tâm của mình mà, đúng không? Chị cũng chưa thực sự là coi Phương diễn cái bài này như vậy. Có thể là chị nghĩ là có cái phong cách của Phương ở trong đó. Có. Nhưng lại nhắc nhở tụi em một lần nữa, đừng có bị quá, ví dụ là em chỉ diễn là một cái ít cái phong cách để mình thấy là hình ảnh của Khánh Phương, chứ em bưng nguyên cái em làm nhiều quá lại bị một vấn đề lần nữa là quên hát mất tiêu luôn. Đúng rồi, chút xíu nữa mất luôn cái câu mình lạm dụng quá về cái phần biểu diễn và hình thể. Nhưng mà phải ghi nhận một điều rằng em có sự đầu tư, em có nghiên cứu rất là kỹ, cho nên em mới làm hết cả nguyên một cái đoạn đó như thế.